Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với chương 8 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II trình bày tóm gọn giáo lý của giáo hội công giáo về Đức Maria. Một trong các điểm của giáo lý là chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người, trong trật tự của ơn cứu độ và luôn luôn hoạt động. Đức Giáo Hoàng Phao Lô muốn đội triều thiên cho giáo huấn của công đồng bằng cách long trọng tuyên bố Đức Maria là mẹ giáo hội nghĩa là của toàn dân chúa, của các tín hữu, cũng như của các mục tử, và gọi mẹ là mẹ rất yêu thương. Và chúng tôi muốn rằng với danh hiệu rất dịu ngọt ấy từ nay trở đi, Đức Trinh Nữ còn được tôn kính hơn nữa và được toàn dân Kitô Tô khẩn cầu. Đức Giáo Hoàng Phaolô Lô Sáu đã nhiều lần gợi lại ý nghĩa và việc thực hành sự thật này, như trong lời tuyên xưng Đức Tin của Dân Chúa, ngày 30 tháng 6 năm 1968 cũng như trong tông thư dấu chỉ lớn và trong diễn văn đọc ngày 16 tháng 4 năm 1970 khi viếng thăm vùng Bonaria. Nổi bật nhất là tông thư về lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria Liscultus công bố ngày mùng 2 tháng 2 năm 1974. Trong đó có thể đọc thấy rằng Đức Maria cứu giúp các con cái mẹ với tình hiền mẫu. Trong bí tích rửa tội, giáo hội kéo dài chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria. Đức Maria cộng tác với tình hiền mẫu vào việc tái sinh và đào tạo thiêng liêng của mọi tín hữu. Mẹ vừa là mẹ Chúa Kitô vừa là mẹ các Tô hữu. Khi nhắc tới Đức Maria đứng dưới chân thánh giá, Đức Giáo hoàng Phaolô 6 chú thích: Đức Maria đứng đó khi ấy được tuyên bố là mẹ, không phải chỉ là của Gioan mà được phép khẳng định là mẹ của nhân loại được thánh nhân đại diện trong một cách nào đó. cả đức giáo hoàng Doan phaolô hai cũng nhấn mạnh một cách liên tục rằng cuộc sống của giáo hội, ơn cứu rỗi của con người, hòa bình của gia đình, tương lai của nhân loại được gắn liền với sự cộng tác giữa đức maria là mẹ và chúng ta là con cái. mẹ cũng nhắc cho chúng ta nhớ các lời của chúa giêsu này là mẹ con trong số các chứng từ của các hội đồng giám mục chứng từ của các giám mục hoa kỳ đặc biệt phong phú thư tín lý mục vụ của hội đồng giám mục hoa kỳ tựa đề này là mẹ con một phụ nữ của đức tin nó đi trước tài liệu về lòng sùng kính đức maria của đức giáo hoàng phao lô sáu và hướng tới chỗ canh tân việc tôn sùng mẹ maria ý tưởng chính là chức làm mẹ của đức maria đối với loài người và nó đã được rút tỉa ra từ tài liệu của công đồng Trung Vatican II. Dữ kiện Đức Tin Đức Maria là mẹ chúng ta do giáo hội khẳng định và đề nghị đã là đối tượng sự chú ý của thần học tìm đào sâu ý nghĩa và rút tỉa ra các hiệu quả của nó. Chúng ta có thể tóm gọn các nhận định chính như sau. Thứ nhất là tính cách đặc biệt của nó, chức là mẹ của Đức Maria đối với con người rất là đặc biệt, nhưng có các sắc thái của một chức là mẹ đích thật các tài liệu của giáo quyền định nghĩa chức là mẹ đó là chức là mẹ theo trật tự siêu nhiên hay trong trật tự ơn thánh hoặc trật tự tinh thần một cách tiêu cực cần khẳng định rằng nó không phải là một ám tỷ hay chỉ có tính cách luân lý cũng như đó không phải là một chức là mẹ vật lý của một bà mẹ sinh con cái cả khi đó là cuộc sống siêu nhiên một cách tích cực, đó là một cử chỉ sinh ra sự sống, cả khi đó là sự sống siêu nhiên gắn liền với chức là mẹ của Đức Maria đối với Chúa Giêsu và nó không chỉ bao gồm sự sống vật lý mà cả sự tham dự vào tất cả cuộc sống và sứ mệnh của Chúa Giêsu nữa. Khi đào sâu ý nghĩa của nó, có người định nghĩa chức là mẹ của Đức Maria đối với loài người như là thần bí hay vật lý trong trật tự siêu nhiên. Như thế là vì họ sợ rằng từ tinh thần được dùng trong nghĩa tuyệt đối có thể bị hiểu như là trái nghịch với vật lý, bằng cách giảm thiểu sự sống tràn đầy đích thật trong trật tự của ơn thánh đã được khẳng định bởi công đồng Trung Vatican II. Thứ hai là các thời điểm. Việc thực hiện chương trình của chức làm mẹ đó của Đức Maria có thể được nhìn trong một vài thời điểm đặc thù. Nó bắt nguồn từ dự án của Thiên Chúa cứu độ loài người qua Chúa Kitô được sinh ra bởi người nữ phù hợp với tình yêu thương vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. Sau khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình, Thiên Chúa muốn kết hiệp con người với Ngài bằng một mối dây của tình con thảo. Các giáo phụ thường nói về chức làm mẹ của Đức Maria và gắn liền nó với chức làm cha của Thiên Chúa và ơn gọi của con người là trở nên con cái Thiên Chúa. Chương trình ấy được thành toàn trong biến cố Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người. Biến cố này bắt đầu trong thời gian với hai tiếng xin vâng của Đức Maria trả lời cho đề nghị mà Thiên Chúa đưa ra qua lời nói của thiên thần. Với hai tiếng xin vâng chấp nhận chức làm mẹ, Đức Maria trả lời cho chương trình của Thiên Chúa Cha. Và từ lúc đó, mẹ trở thành mẹ của tất cả các người sẽ được cứu rỗi trong tương lai chức là mẹ của Đức Maria hiện thực trong sự cộng tác của mẹ với Chúa Giêsu đối với ơn cứu rỗi của loài người. Trên thập giá Chúa Giêsu phó thác các tín hữu được cứu rỗi cho mẹ Maria mà mẹ là mẹ. Sau cùng có thời điểm của chức làm mẹ nơi các con cái được sinh ra trong bí tích rửa tội, trong sự lớn lên của họ trong cuộc sống đức tin và trong biến cố họ được vinh quang trên trời nhìn giữa ánh sáng đó, chức là mẹ của đức Maria đối với các tín hữu tiếp tục trong thời gian cho tới đời đời. Điểm thứ ba là tương quan, ý niệm chức là mẹ diễn tả một tương quan giữa người cho chào đời và người được sinh ra, giữa mẹ và con. Nó là một tương quan nảy sinh từ ý muốn tự do là mẹ chấp nhận trao ban sự sống và nó tồn tại nơi con cái gắn liền với tương quan này là cuộc sống trong sự nảy sinh và phát triển tâm sinh vật thể lý luân lý đạo đức và tinh thần của nó với chức làm mẹ người mẹ tiếp nhận và cho đi tương quan trao đổi ấy tạo ra một mối dây tình yêu trao ban từ đó nảy sinh ra các quyền lợi và các bổn phận giữa người mẹ và các con thật thế sự sống là món quà người mẹ ban cho người con nhưng người mẹ cũng là món quà vĩnh viễn đối với người con nữa cũng như đối với người mẹ người con là món quà mà sự sống được giao phó cho bà khi bà tiếp nhận nó và bằng lòng sinh ra nó và tất cả các nhiệm vụ là mẹ thụ thai giữ gìn săn sóc cho chào đời dưỡng nuôi giáo dục là các hành động diễn tả tương quan tình yêu trao ban ấy thần học thừa nhận áp dụng và nhắc nhớ điều hiển nhiên trong thiên nhiên và trong mạc khải. Điểm thứ bốn là các yếu tố. Trong tương quan mẹ con ấy, người ta đặc biệt nhấn mạnh hai yếu tố được kết hiệp với nhau. Trước hết là bà mẹ. Ở đây bà mẹ là Đức Maria, mẹ chúng ta. Đức Maria không chỉ là mẹ khi thụ thai và sinh con, mà mẹ luôn luôn là mẹ. Đức Maria không chỉ là mẹ với sự thông minh hay trong các lời nói hoặc hành động người làm, mà là mẹ với tất cả những gì mẹ là với tất cả những gì mẹ có đức maria là mẹ chúng ta nhưng trong chức làm mẹ của người mẹ đem đến cho chúng ta sự tràn đầy ơn thánh của mẹ phẩm giá và sự cao cả của mẹ là mẹ thiên chúa tương quan đặc biệt của mẹ với thiên chúa cha và chúa thánh thần trong tương quan hiền mẫu với các con cái mình đức maria đem theo tất cả bản vị nhân loại trí thông minh, khả năng yêu thương, nhân đức và các công phúc của mẹ. Thế rồi còn có yếu tố thứ hai nữa, đó là các người con. Khi nhân nhiều lên, họ không làm cho sự phong phú hiền mẫu của mẹ nghèo nàn đi, nhưng vén mở cho thấy và gia tăng sự phong phú đó. Chúa Giêsu Kitô là trưởng tử, người không lấy mất đi nhưng gia tăng nơi Đức Maria tình yêu thương đối với chúng ta. Cuộc thảo luận thần học về việc trải dài chức là mẹ của Đức Maria hay nói cách khác, ai là các con của mẹ, giờ đây có một câu trả lời rõ ràng. Đó là chức là mẹ đại đồng, cả khi cần phân biệt các mức độ hiện thực chức là mẹ đó. Tất cả mọi người đều được mời gọi lãnh nhận ơn cứu độ, Chúa Kitô là đấng cứu độ của tất cả mọi người. Thiên Chúa mời gọi tất cả đến với Chúa Kitô và ở đâu có Chúa Kitô, thì ở đó có mẹ Maria. Điều này không lấy mất đi sự kiện ý thức về chức làm mẹ ấy phải sống động hơn nơi những người được cứu rỗi, trong các chi thể sống động của thân mình màu nhiệm, nơi các tín hữu đã được rửa tội đang lớn lên sống và hiện thực việc nên thánh. Ngoài ra, hiển nhiên là tính cách đại đồng không lấy mất đi tính cách riêng biệt, qua đó mẹ chúng ta cũng là mẹ tôi. kính thưa quý vị thưa các bạn nhiệm vụ làm mẹ của đức maria đối với chúng ta là một nhiệm vụ tích cực và phong phú hơn bất cứ chức làm mẹ nào khác đây không phải là một tước hiệu mà là một nhiệm vụ một sứ mệnh mà đức maria đã nhận lãnh và thực thi đối với các con cái mẹ sứ mệnh đó đã bắt đầu với hai tiếng xin vâng mà mẹ maria đã nói lên với sứ thần trong ngày truyền tin nó được tiếp nối trong cuộc sống trần gian bên cạnh các tông đồ và ở trên trời với sự bầu cử hiền mẫu liên tục của mẹ. Nó cũng được tiếp tục trong giáo hội vô hình nhưng hiện diện và hoạt động, tiếp tục bên cạnh các con cái mẹ một cách trực tiếp hay gián tiếp. Cả khi trong một cách mầu nhiệm như xảy ra trong sự hiệp thông giữa các thánh, mầu nhiệm hiệp thông ấy nối kết giáo hội thiên quốc của những người đã được cứu rỗi và đang hưởng hạnh phúc bên thiên chúa ba ngôi và triều thần thánh trên trời với giáo hội tại thế bao gồm các tín hữu còn đang phải sống trên trần gian này trên con đường lữ hành tiến về thiên quốc hằng ngày phải chiến đấu với sự giữ tội lỗi và cái chết với giáo hội khổ đau của các tín hữu đã qua đời nhưng còn đang trong thời kỳ được thanh luyện và hàng trăm nhờ vào lời cầu nguyện và công phúc của các thánh và các anh chị em còn sống trên trần gian này đợi chờ ngày được bước vào cuộc sống hạnh phúc bất diệt trên thiên quốc. Cả ba giáo hội ấy sống mầu nhiệm hiệp thông liên lỉ mỗi ngày và toàn giáo hội sống kinh nghiệm hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria. Như thế nhiệm vụ của Đức Maria đối với giáo hội là một nhiệm vụ sinh động và phong phú, một hoạt động tái sinh và đào tạo dấu chỉ và hoa trái của hoạt động này là sự thánh thiện của giáo hội là ơn cứu rỗi trần gian và vĩnh cửu của các người được tuyển chọn nền thần học nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi đời đời là ơn của thiên chúa là thánh sủng tới được với con người nhờ mẹ maria nhưng cũng có sự lo lắng cho nước thiên chúa trong con người và chung quanh con người trên trần gian này nữa các con cái của mẹ maria cũng là các con cái trong cuộc sống trên trần gian này khi thiếu rượu trong đám cưới và khi họ khổ đau dưới sức nặng của bất công nói cách khác đức maria là mẹ của tín hữu dọc dài suốt cuộc sống của họ trên trần gian này với mọi vui buồn với biết bao nhiêu lo lắng khổ đau của họ cũng như ở trên trời khi họ được hạnh phúc bên mẹ sự hiện diện và hoạt động hiền mẫu của mẹ đồng hành với họ từ khi chào đời cho đến ngày họ bước vào cuộc sống vĩnh hằng và kéo dài luôn mãi. Nền thần học công giáo lôi kéo sự chú ý của mọi người trên mối dây liên kết giữa sứ mệnh hiền mẫu của Đức Maria và tương quan với Chúa Kitô và Thiên Chúa Cha. Các lời của mẹ dặn gia nhân của chủ nhà trong tiệc cưới tại làng Cana, hãy làm những gì người sẽ nói với các anh, luôn luôn nhắc tới thiên chúa cha trước hết đức maria là nữ tỳ của chúa và việc phục vụ hiền mẫu của mẹ đối với các con cái mẹ hệ tại chỗ trợ giúp họ hiện thực ý muốn của thiên chúa cha trong ơn gọi chuyên biệt của từng người mục đích hoạt động hiền mẫu của mẹ đối với con cái không phải là cho chính mẹ mà là cho họ và đằng sau họ là chương trình cứu rỗi của thiên chúa cha Đức Maria không lấy mất đi sự tự do của các con cái mẹ, cũng không nhằm lấy mất khả năng lớn lên của họ hay tập trung chúng nơi mẹ. Trái lại, hoạt động của mẹ nhắm làm nảy sinh ra và lớn lên trong họ, đức tin, cũng như đối với các môn đệ trong tiệc cưới tại làng Cana. Hoạt động của mẹ Maria nhằm trao ban cho tín hữu ân sủng, sự sống, để kết hiệp họ với Chúa Kitô là đầu, và để cùng họ làm thành giáo hội gia đình của Thiên Chúa. Mẹ hoạt động và hoạt động liên lỉ cho chính hạnh phúc của họ trên trần gian này để trợ giúp họ tươi vui trọn vẹn đáp trả lại ơn gọi của họ và đạt hạnh phúc vĩnh cửu. Các lời của hiến chế Lumen Gentium về giáo hội, Đức Maria cộng tác vào việc tái sinh và đào tạo và khiến cho giáo hội được thánh hiến và vô tỷ tích ám chỉ khía cạnh cá nhân và xã hội và biện minh cho các tước hiệu của Đức Maria, mẹ giáo hội, mẹ các thánh, mẹ của người tội lỗi, mẹ của lòng xót thương, mẹ của ơn thánh sủng, đấng hằng cứu giúp các kỳ tô hữu, mẹ của tình yêu và niềm hy vọng. Hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria đã bắt đầu lâu trước trong quá khứ và ngày nay được hiện thực trong giáo hội và với các con cái mẹ nhưng hoạt động hiền mẫu ấy trải dài ra trong thời gian cho tới chỗ còn chưa tới dù sự việc có ra sao đi nữa dù con cái mẹ có đi theo con đường nào đi nữa quyền năng tình yêu hiền mẫu của mẹ maria vẫn trải dài trên mọi nẻo đường trao ban an ninh cho ngày mai vượt qua các ngưỡng cửa của sự yếu đuối nhân loại vượt qua các ngưỡng cửa của sức mạnh sự giữ và cái chết chức làm mẹ của Đức Maria là chức làm mẹ của niềm hy vọng. Chức làm mẹ của Đức Maria luôn luôn được đồng hành bởi sự đồng trinh. Trinh nữ mẹ Chúa Kitô cũng là trinh nữ mẹ của chúng ta. Trong các thế kỷ đầu tiên, người ta đã thảo luận nhiều để khẳng định hai đặc tính này của Đức Maria. Ngày nay, nền thần học lại trở lại với việc coi sự đồng trinh của Đức Maria như là dấu chỉ hoạt động của Thiên Chúa dấu chỉ sự hoạt động của Thiên Chúa, dấu chỉ sự hiện diện của Đấng Toàn Năng, dấu chỉ sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ phong phú của Đức Maria. Sự đồng trinh của mẹ Maria nhắc tới sự cộng tác mật thiết của Thiên Chúa, nơi và với Đức Maria. Sự cộng tác của Thiên Chúa là điều rõ ràng đối với Đức Giêsu Kitô trưởng tử, thì cũng có giá trị đối với chúng ta là các em của Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha và mẹ Maria sinh ra trong Thánh Sùng. Với sự đồng trinh của mẹ, Đức Maria nữ tỳ của Chúa chỉ cho chúng ta thấy bí quyết sống là con cái Thiên Chúa. Bí quyết ấy là luôn luôn thưa xin vâng với chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa và rộng mở tâm trí cho tác động của Chúa Thánh Thần, cũng như tươi vui cộng tác với Thiên Chúa ba ngôi. Bí quyết ấy là làm tất cả những gì Chúa Giêsu con mẹ dạy bảo chúng ta. Đó là sống và thực thi lời kinh Lạy Cha và tinh thần của hiến chương tám mối phúc thật mỗi ngày. Đó là xác tín và ý thức sâu xa rằng chúng ta là con Thiên Chúa, vì thế phải sống tình hiếu thảo và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương hiền phụ của Thiên Chúa. Đó là biết làm mọi sự vì cha và chỉ để vinh danh cha chỉ lấy thiên chúa làm điểm tham chiếu, làm mẫu mực và trung tâm cho mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Chính vì không để sáng danh cha mà đã có biết bao nhiêu chương trình hay đẹp bị hư hỏng và mai một trong cuộc sống giáo hội, trong cuộc sống dòng tu, giáo xứ, giáo phận, bởi vì chúng ta làm việc để vinh danh chính mình. Do đó mới xảy ra các ghen tương, xích mích, hờn giận và phá bĩnh sống và thực thi tinh thần kinh lạy cha có nghĩa là làm mọi sự để cho nước cha được trị đến trong tâm trí trong cuộc sống gia đình trong cuộc sống giáo sứ giáo phận và trong mọi môi trường của cuộc sống xã hội loài người đó là xin cho ý thiên chúa được thi hành ở khắp mọi nơi trên trời cũng như dưới đất và nhất là dưới đất trong cuộc sống của chúng ta trên trần gian này ý của Thiên Chúa chứ không phải ý của loài người tội lỗi bất toàn, đầy những âm mưu đen tối xấu xa, thường bị lợi lộc hay đam mê ích kỷ thấp hèn và các lực lượng sự giữ lèo lái lôi kéo. Sống và thực thi lời kinh lạy cha là chỉ xin Thiên Chúa cho có đủ lương thực hàng ngày, vừa đủ, không dư dật thừa bữa, cũng không bần cùng thiếu thốn quá, để không mê ăn mê uống, trở thành nô lệ cho cái bụng và khuynh hướng duy vật tiêu thụ ăn chơi hưởng lạc nhưng cũng xin chúa đừng để cho chúng ta nghèo khổ quá để không rơi vào thái độ sống hận thù đời hận thù người hay bị cám dỗ chỉ mơ ước sang giàu sống đua tranh giành giật và sẵn sàng làm mọi chuyện kể cả các việc sai trái tồi bại nhất để có công ăn việc làm miếng cơm manh áo sống và thực thi kênh lệ cha cũng có nghĩa là sống tin mừng tình yêu thương và lòng tha thứ vì là người tội lỗi bất toàn nên chúng ta thường xuyên xúc phạm đến thiên chúa tình yêu là cha và đồng thời cũng hay xúc phạm tới tha nhân trong muôn ngàn cách thế do đó cũng phải biết thường xuyên ăn năn sám hối xin chúa tha thứ mọi tội lỗi mọi thiếu sót cho chúng ta nhưng đồng thời tin mừng yêu thương của thiên chúa cũng đòi buộc chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho nhau không phải bảy lần mà bảy mươi lần bảy nghĩa là luôn luôn tha thứ như Chúa Giêsu đã luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Và sau cùng, chúng ta phải xin Thiên Chúa che chở ban ơn giúp sức để chúng ta không rơi vào cạm bẫy của kẻ giữ là Satan, là ma quỷ và các lực lượng sự giữ luôn luôn xúi dục và cám dỗ chúng ta xa rời con đường tình yêu của Thiên Chúa, xa rời các giá trị tinh mừng, xa rời các giá trị luân lý đạo đức, sống bê tha tội lỗi, ích kỷ và gian ác, phản bội ơn gọi là người và là con cái Chúa, phá vỡ hạnh phúc của chính mình và của người khác và rơi vào bất hạnh và tuyệt vọng. Xưa kia trong tiệc cưới tại làng Cana, mẹ Maria đã nói với gia nhân, hãy làm tất cả những gì người sẽ bảo các anh. Ngày nay, mẹ cũng lập lại lời ấy với từng người trong chúng ta, hãy thi hành tất cả những gì Chúa Giêsu Kitô con mẹ dạy bảo, dặn dò, nhắn nhủ. Có mẹ luôn ở bên để giúp chúng ta thực thi các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn sau khi đã suy tư về chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta, giờ đây phải tìm hiểu về sự kiện là con mẹ có nghĩa là gì để cho tương quan sinh động của chúng ta với mẹ được thực hiện trong cuộc sống. Để cho niềm tin nơi chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta được phong phú, trước hết chúng ta phải chấp nhận thực tại này như Thánh Gioan đã chấp nhận qua một cử chỉ hết sức cụ thể như chính thánh nhân đã ghi lại trong Phúc Âm và từ lúc ấy môn đệ rước bà về nhà mình các nhà chú giải đã thảo luận nhiều về ý nghĩa chính xác của câu này nhưng vượt ngoài các giải thích văn bản nơi thánh gió an cũng như nơi chúng ta có sự cần thiết tiếp nhận mẹ maria như là mẹ trong tâm trí và trong cuộc sống chúng ta đức maria là mẹ con là mẹ chúng ta sự hữu hiệu, hiệu và phong phú của chức là mẹ của đức maria trong cuộc sống của các cá nhân tín hữu cũng như cuộc sống của giáo hội giáo hội địa phương cũng như giáo hội hoàn vũ tùy thuộc nơi khả năng tiếp nhận này sau việc tiếp nhận đức maria như là mẹ chúng ta thái độ thứ hai mà kitô hữu phải có noi gương thánh do an đó là hành động do an rước đức maria về nhà mình cử chỉ này vừa diễn tả sự tiếp nhận vừa diễn tả thái độ của vị tông đồ đem mẹ về sống với mình và để cho mẹ bước vào cuộc đời mình và tất cả những gì mình có và còn hơn thế nữa để cho mẹ hoàn toàn tự do thực hiện chức là mẹ đối với mình cũng thế đức maria bước vào cuộc sống chúng ta để hoạt động để thực hiện sứ mệnh là mẹ hành động này của mẹ có thể được chúng ta tạo thuận tiện dễ dãi hay bị cản ngăn chúng ta có thể trở thành những người cộng tác với mẹ nhưng cũng có thể trở thành chướng ngại vật cản ngăn hoạt động của mẹ hay khiến hoạt động ấy trở thành vô ích tài liệu của công đồng trung vatican hai nói rằng mẹ cộng tác vào việc đào tạo các tín hữu mẹ cộng tác với tác nhân nội tâm là chúa thánh thần nhưng cũng cộng tác với ý chí của con người nữa chính trong sự cộng tác chúng ta cần phải hành động bước đi theo cùng một hướng và hoạt động của mẹ và tác động của Chúa Thánh Thần. Nó không lấy mất đi sự tự lập của chúng ta, nhưng làm cho nó lớn lên trong tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm với ơn cứu rỗi của chính mình và ơn cứu rỗi của người khác. Điểm thứ ba cần nhắc tới ở đây, đó là tình yêu thương mà chúng ta phải có đối với mẹ Maria. Tình yêu thương ấy giữa mẹ và các con theo luật tự nhiên và còn hơn thế nữa dưới ánh sáng đức tin cần phải nảy sinh và lớn lên tình yêu của người mẹ phải tìm thấy câu trả lời nơi tình yêu của con cái vì thế tín hữu phải yêu mến mẹ maria càng hiểu biết mẹ lại càng yêu mến mẹ ở đây tình yêu ấy không phải là một bổn phận mà là một nhu cầu tình yêu khi đó trở thành sự khâm phục ngưỡng mộ và tôn trọng tình yêu làm nảy sinh ra sự tin tưởng trao ban an ninh đem lại niềm vui khi yêu người ta hiểu biết hơn khi yêu người ta cộng tác mà không cảm thấy mệt mỏi và người ta cùng nhau lớn lên trưởng thành để được như vậy chúng ta phải săn sóc vun trồng tình yêu ấy đối với mẹ maria để mẹ thực sự là mẹ của chúng ta điều răn tôn kính cha mẹ cũng bao gồm sự vâng lời điều này cũng đúng đối với mẹ maria và chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta Mẹ Maria muốn điều Thiên Chúa muốn và Thiên Chúa chỉ muốn và luôn luôn muốn sự thiện hạnh phúc cho con cái của người sự vâng phục con thảo ấy cũng có thể được diễn tả trong lòng sùng kính đối với Mẹ Maria trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria Đức giáo hoàng Phaolô sáu đã vạch ra các đường hướng để lòng sùng mộ hiện diện và được đích thực nó giả thiết sự cởi mở của tâm trí chúng ta cho mẹ, trí tuệ để nhìn thấy và con tim để yêu mến. Nó còn có nghĩa là noi gương Chúa Giêsu Kitô là đấng yêu thương mẹ của người và là mẹ chúng ta trước. Nó có nghĩa là tin tưởng nơi mẹ, nó có nghĩa là trở thành lý do niềm vui của mẹ. Thật là điều quan trọng có thể nói lên với Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 một cách đầy tin tưởng rằng mẹ là mẹ chúng con, xin hãy nhìn tới chúng con, xin hãy lắng nghe chúng con, xin hãy tỏ ra mẹ là mẹ. Nhưng cũng cần phải cùng với Đức Doan Phao Lô II thưa lên rằng, con đã học yêu mến mẹ như mẹ con và chào mẹ mỗi sáng mỗi chiều như vậy. Một cách tự phát và cần thiết, tình yêu đối với mẹ Maria dẫn đưa chúng ta tới chỗ có một quan niệm mới về cuộc sống nó là một tia sáng mặt trời chiếu soi sưởi ấm cuộc sống và làm cho cuộc sống được tươi vui khi yêu mến mẹ maria chúng ta hiểu biết mẹ và khi hiểu biết chúng ta lại càng yêu mến mẹ nhiều hơn bởi vì tình yêu mặc khải tình yêu vén mở cho thấy nhiều điều mà cho tới lúc này chúng ta không hề thấy chức làm mẹ của đức maria làm cho chúng ta khám phá ra ý nghĩa và giá trị là con cái của mẹ và ngày càng trở nên con cái mẹ nhiều hơn hành động như là con cái của mẹ maria có nghĩa là dấn thân để trở nên giống mẹ thay đổi cung cách suy tư yêu thương và hành động hành động như con cái mẹ có nghĩa là nhìn thấy nơi tha nhân các người con của mẹ và như là anh chị em của tôi và như thế tôi sẽ sống với họ hiểu biết họ và yêu thương họ một cách dễ dàng hơn cả giáo hội có Đức Maria là mẹ cũng phải biến đổi các cơ cấu của mình và làm thành giáo hội, bắt đầu bằng giáo hội tại gia là gia đình, làm thành gia đình của mẹ Maria. Sau cùng chức là mẹ của Đức Maria đưa chúng ta tới gần Thiên Chúa Cha, tới gần Thiên Chúa đã làm người và trở thành trưởng tử là anh của loài người. Chúng ta là em của Chúa Kitô từ khi Chúa đã khiến cho chúng ta trở thành con cái mẹ Maria, mẹ người, như Thánh Agostino đã nói. Và Thánh Maria Grignon de Montfort mời gọi các con cái của mẹ Maria cùng với mẹ tới với Chúa Kitô là anh cả. Như thế, trời trở thành gần hơn với chúng ta, trái đất nơi có mẹ Maria sống cũng trở thành dễ thương hơn. Nhưng trong tương quan của chúng ta với mẹ Maria, cũng có các khó khăn đủ loại. Chính công đồng Trung Vatican II và Đức Giáo Hoàng Phaolô Lô VI đã chỉ cho chúng ta thấy các khó khăn ấy. Bước chuyển tiếp từ Đức Tin sang việc thực thi luôn luôn đòi hỏi một lộ trình chú ý và can đảm. Như thế chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy trong chức làm mẹ của Đức Maria cũng có các chướng ngại, các khó khăn có thể ngăn cản, không cho Đức Tin trưởng thành và tạo ra các bất hòa với tinh thần chướng ngại đầu tiên là việc nhấn mạnh Đức Maria là mẹ chúng ta mà không có Chúa Kitô. Nhưng thật ra khẳng định rằng Đức Maria là mẹ chúng ta không có nghĩa là khước từ chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, bởi vì chức là mẹ của Đức Maria đối với chúng ta bắt nguồn từ chức là mẹ đối với Chúa Kitô. Nó được lồng vào trong chức là mẹ đối với Chúa Kitô và dẫn đưa tới sự hiệp nhất với Chúa Kitô nhưng nguy cơ nhấn mạnh nhiệm vụ của Đức Maria quá, tới nỗi loại trừ hay làm cho hoạt động của Chúa Kitô bị lu mờ thì vẫn còn đó. Vì vậy, công đồng Trung Vatican II mới dạy rằng Đức Maria sinh ra Chúa Kitô để làm cho người sinh ra bà lớn lên trong con tim của tín hữu qua giáo hội. Chướng ngại thứ hai là nhấn mạnh chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta mà không có giáo hội. Nếu đúng thật là ai không có giáo hội là mẹ, cũng không có thiên chúa là cha, thì cũng đúng là ai tách rời khỏi giáo hội là gia đình của Đức Maria, thì không thể chấp nhận Đức Maria trong nghĩa chính xác. Chứng ngại thứ ba, đó là khuynh hướng thu hẹp, chỉ coi Đức Maria là mẹ của cá nhân hay của nhóm này nhóm nọ, dù đó là nhóm giáo hội đi nữa trong khi chức làm mẹ của đức maria đối với chúng ta có nghĩa là đối với tất cả mọi người và vì thế mọi người đều là anh chị em của chúng ta chướng ngại thứ tư đó là kiểu giải thích bao cấp hay quá tin tưởng nơi đức maria hoặc quá mất tin tưởng nơi chính mình chức làm mẹ không thật nếu nó cản ngăn hành động và lấy mất đi tinh thần trách nhiệm cá nhân khiến cho chúng ta trở thành như trẻ con và lạm dụng hành động của mẹ chức làm mẹ đích thật khiến cho các người con trở thành con đích thật và trưởng thành chướng ngại thứ năm là khuynh hướng duy linh hóa nhiệm vụ làm mẹ của đức maria và khiến cho nó trở thành không nhân bản và trần thế hay giải thích nó theo chiều hướng tình cảm và văn hóa không trung thực với cuộc sống và không dấn thân cá nhân thật ra đức maria mẹ chúng ta là nữ tỳ của Chúa, thực sự là nữ tỳ của Chúa trong tất cả tính chất cụ thể của cuộc sống trần gian, chứ không phải trong sự chiều tượng trên mây trên gió. kính thưa quý vị thưa các bạn trong các tháng qua chúng ta đã trình bày đề tài đức maria là mẹ chúng ta hôm nay chúng ta khai triển đề tài đức maria là e và mới nếu kiểu nói đức maria là e và mới tương đối hiếm và mới có sau này thì việc so sánh giữa đức maria và e và đã có một cách rõ ràng từ thế kỷ thứ hai với các giả thiết tiềm ẩn hiện diện trong thánh kinh tân ước Việc đối chọi này có tầm quan trọng đặc biệt vì nó diễn tả vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ, tương quan của mẹ với Chúa Kitô và ý nghĩa nhân chủng học của nó. Các diễn tả đầu tiên về đề tài này rất sâu đậm và ý nghĩa. Chúng xuất hiện như phần nòng cốt đầu tiên của một nền thánh mẫu học biểu tượng và nhân chủng bị lãng quên trong thời gian có các tranh cãi chống lại phong trào tin lành cải cách nhưng được công đồng Trung Vatican II mời gọi đưa ra ánh sáng. Điểm thứ nhất là lộ trình lịch sử việc so sánh giữa bà Eva và Đức Maria. Tên bà Eva đã chỉ được nhắc tới hai lần trong Thánh Kinh Tân Ước, chính xác là trong hai thư của Thánh Phaolô. Và Eva được coi như là gương mặt cám dỗ, nguyên nhân của tội lỗi. Thánh Phaolô viết trong chương 11 câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối bà e thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 2, Thánh Nhân nói, Ngài không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước, rồi mới đến Eva. Và cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ vì hai văn bản này thánh Phaolô bị mang tiếng là ghét phụ nữ chương ba sách sáng thế kể lại biến cố tội lỗi bước vào cuộc sống con người qua câu chuyện con người phạm tội và bị Thiên Chúa phán xử người nói với người đàn bà ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Sau khi Thiên Chúa phán xử, e bà là tên con người đặt cho vợ mình vì bà là mẹ của chúng sinh. Nhân loại mất đi hạnh phúc vì hai ông bà nguyên tổ đã phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa. Chương 19 Phúc âm Thánh Gioan kể lại cảnh Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, chối Đức Maria cho Thánh Gioan và chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Trong khi chương 2 kể lại sự kiện Đức Mẹ can thiệp với Chúa Giêsu cho đôi tân hôn trong tiệc cưới tại làng Cana vì họ hết rượu. Trong cả hai văn bản, Chúa Giêsu không gọi Đức Maria là mẹ mà gọi là bà. Thưa bà, đây là con bà. Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Xem ra từ bà ở đây quy chiếu về người đàn bà trong hai chương 2 và 3 sách Sáng thế trong viễn tượng này, nếu không có sự quy chiếu về văn bản chương 3 câu 15 sách sáng thế, thì ít nhất nó quy chiếu về văn bản chương 3 câu 20 sách sáng thế. Nơi trong đó, e và được gọi là mẹ các sinh linh, là vai trò mà Chúa Giêsu gán cho Đức Maria khi chối mẹ cho Thánh Gioan. Thật ra việc quy chiếu kín đáo và nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vài ám chỉ đồng quy về một cuộc sáng tạo mới trong một bài viết học giả Hoskins liệt kê ra các quy chiếu của phúc âm Thánh Do An và sách sáng thế, bắt đầu từ kiểu nói, từ khởi nguyên của bài Thánh Thi Kitô Học chương 1 câu 1 của phúc âm, cho tới thừa vườn, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trong đó có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai, chương 19 câu 41. Ngôi vườn này giả thiết việc quy chiếu về vườn địa đàng trước khi loài người phạm tội Ngoài ra chương 12 sách Khải Huyền quy tụ các đề tài chính của hai văn bản chương 2 trình thuật tiệc cưới tại làng Cana. Chương 2 câu 1 đến 12 và cảnh Chúa Giêsu chối Đức Maria cho Thánh Gioan, chương 19, các câu từ 25 đến 27. Người đàn bà mẹ đấng Messia đấng cai quản các dân nước với một cây trượng sắt, thi hành chức là mẹ đối với các môn đệ là những người còn lại trong dòng dõi bà, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Ở đây việc ám chỉ người đàn bà của chương 3 câu 15 sách sáng thế thật chắc chắn, ít nhất là trong trường hợp của người phụ nữ đã sinh con trai mà con mãng xà bị tống xuống đất đuổi bắt. Tên gọi Adam được Thánh Kinh Tân Ước nhắc tới 9 lần. Sự song song giữa Adam và Chúa Kitô chuẩn bị cho sự song song giữa Eva và giáo hội và với mọi linh hồn tín hữu Kitô so sánh Adam với Chúa Kitô Thánh Phaolô viết trong chương năm thư gửi tín hữu Roma trước khi có lề luật đã có tội lỗi ở trần gian nhưng nếu không có luật thì tội không bị kể là tội thế mà từ thời Adam đến thời Môse sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm Adam là hình ảnh đấng sẽ tới trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto Thánh Nhân viết, Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam, được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Trong chương 2 thư thứ nhất gửi Timothée, Thánh Phaolô đặt song song Adam và Eva. Nói về cung cách hành xử của đàn bà trong khi họp cộng đoàn, Thánh Phaolô viết: "Tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng vì Adam được tạo dựng trước rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ." Liên quan tới việc so sánh Eva với linh hồn của tín hữu Kitô, Thánh Phaolô nói rất rõ ràng trong chương 11 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto như sau. Thật thế vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước Và lừa dối e bà thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy. Đề tài cuộc tạo dựng mới đã linh hứng cho hai phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu là phúc âm Thánh mát theo và phúc âm Thánh Luca. Trong hai chương đầu, phúc âm Thánh mát theo nêu bật hai văn bản gia phả Chúa Giêsu Kitô để nhắc nhớ rằng thời cánh chung của Đấng Messia là một sự khởi đầu mới và Chúa Thánh thần ngự trên Đức Maria như đã ở trên các làn nước uông mang thời tạo dựng vũ trụ. Thánh sử Matthew viết, đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thiên thần báo mộng cho ông Giuse và nói: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về." vì người con bà cưu mang là do quyền năng chúa thánh thần. Các quy chiếu cánh chung trong hai chương một và hai phúc âm thánh Luca thì tế nhị hơn. Thánh sử Luca khiến cho gia phả của Chúa Giêsu lên cho tới ông Adam và cảnh truyền tin cho Đức Maria thì đối chọi với cảnh bà Eva bị con rắn cám dỗ trong vườn địa đàng như kể trong sách sáng thế trong cảnh truyền tin sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ sống tại Nazareth tên là Maria. Sứ thần vào nhà và chào Đức Maria bằng một câu gây kinh ngạc. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Tôn Nương. Xin Tôn Nương đừng sợ, vì Tôn Nương đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây Tôn Nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao chúa là thiên chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua david tổ tiên người người sẽ trị vì nhà gia cóp đến muôn đời và nước người sẽ vô cùng tận trước sự thắc mắc của đức maria muốn biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào vì không biết đến việc vợ chồng sứ thần trấn an thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói." Sự sẵn sàng tuân theo thánh ý của Thiên Chúa của Đức Maria trái nghịch với thái độ của bà Eva bất tuân lệnh Thiên Chúa, bị con rắn cám dỗ và đã phạm tội. Dĩ nhiên chúng ta không thể minh chứng rằng Thánh sử Luca đã nghĩ tới sự song song này, nhưng chính văn bản truyền tin trên đây trong phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38 đã gợi hứng cho Thánh Justino và Thánh Ireneo sống vào thế kỷ thứ hai so sánh bà Eva và Đức Maria. Các dữ kiện kinh thánh được thu thập ở đây giải thích lý do tại sao đề tài này lại được mau chóng diễn tả ra một cách rõ ràng trong truyền thống của giáo hội, nhất là trong giáo huấn của các giáo phụ và các thần học gia dọc dài nhiều thế kỷ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn trong truyền thống giáo hội việc so sánh Đức Maria với bà Eva đã bắt đầu trong các thế kỷ đầu tiên với kiểu giải thích của trường phái ngộ đạo. Thật thế trong tác phẩm Mạo Thư Phúc Âm của Thánh Philip thuộc thế kỷ thứ hai, người ta tìm thấy kiểu diễn tả như sau. Adam đã được làm ra bởi hai trinh nữ, thần khí và đất trinh nữ. Vì thế Đức Kitô đã được sinh ra bởi Đức Nữ Trinh để chuộc tội đã xảy ra thời ban đầu. Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả là bút tích của hai giáo phụ Justino và Ireneo. Xem ra Thánh Justino tử đạo là người đầu tiên so sánh Đức Maria với bà Eva một cách rõ ràng. Trong tác phẩm đối thoại với Trifonte, Thánh nhân viết như sau. Nếu qua Đức Trinh Nữ mà Chúa Kitô đã làm người, và trong chương trình mà qua cùng con đường từ đó sự bất tuân phục sinh ra bởi con rắn, đã có nguồn gốc thì giải pháp cũng được tìm thấy nơi đó. Thật ra Eva đã đồng trinh và đã không bị tàn tạ khi nàng đã tiếp nhận trong cung lòng mình lời đến từ con rắn và đã đẻ ra sự bất tuân phục và cái chết. Trái lại, Đức Trinh Nữ đã thụ thai Đức Tin và niềm vui khi Thiên Thần Gabriel báo tin vui cho người rằng Thần Khí Chúa sẽ đến trên Tôn Nương và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng trên Tôn Nương và đấng thánh sinh ra từ tôn nương sẽ là con thiên chúa khi đó đức maria thưa xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói chỉ có sự song song giữa e và và đức maria trong nghĩa các vị đồng trinh không bị tàn úa và tiếp nhận một lời nói nhưng các việc còn lại thì trái ngược nhau một đàn e và tạo ra sự bất tuân phục và cái chết đàn khác đức maria thụ thai đức tin và niềm vui Đức Kitô làm người bởi phép Chúa Thánh Thần. Như thế, việc diễn tả một cách rõ ràng đầu tiên này được khởi hành từ biến cố truyền tin, chương trình kín ẩn của Thiên Chúa quan phòng, hơn là các ám tỷ và các đối nghịch tạo ra điểm nòng cốt của vấn đề. Thiên Chúa là đấng khiến cho giải pháp đi qua cùng con đường nơi sự bất tuân phục đã bắt nguồn, bởi vì sự đối chọi giữa Eva và Đức Maria được bổ túc bởi sự đối chọi giữa con rắn và thiên thần gabriel cả hai đều được nhắc tới một cách rõ ràng với giáo phụ ireneo đề tài so sánh giữa bà eva và đức maria không những trở thành quan trọng và rõ ràng hơn mà cũng chiếm được một quy chế thần học nữa việc so sánh giữa bà eva và đức maria không chỉ là một so sánh đơn thuần mà là kết quả hầu như cần thiết của một tư tưởng nòng cốt đó là chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, không phải chỉ là một việc sửa chữa lại công trình đầu tiên. Nó là việc bắt đầu trở lại từ đầu, một cuộc tái sinh qua Chúa Kitô là đầu, là thủ lãnh, một việc quy tụ mọi thụ tạo nơi Chúa Kitô. Trong việc canh tân triệt để ấy, mỗi một thành phần đã bị hư hoại trong việc sa ngã lại được tái tạo một cách triệt để. Việc quy tụ muôn loài dưới quyền thủ lãnh của Chúa Kitô là một đề tài thần học của Thánh Phaolô trở thành mạch nối tiếp. Đây là một đề tài mới mẻ mà chúng ta có thể tóm tắt như sau. Sự giữ xảy ra vào thời khai nguyên được giải quyết với một mạch nối tiếp ngược lại. Đức Kitô nhắc nhớ tới Adam, thập giá nhắc nhớ cây sa ngã. Trong tổng thể đó, Đức Maria gợi nhớ tới Eva và chiếm một chỗ hàng đầu theo thánh Ireneo vai trò của đức maria cần thiết cho luận lý chương trình cứu độ của thiên chúa và vì thế việc đối chiếu e và với đức maria bắt đầu với một chuỗi hiệu quả táo bạo và gây đảo lộn tới độ các dịch giả tránh né nó học giả sa nhạc dịch là nối kết chặt chẽ không nó không phải chỉ là một nối kết đơn sơ được diễn tả ra nhưng là một hậu quả mà trong nền thần học lịch sử và nhân chủng của Thánh Ireneo, nó mặc lấy một loại cần thiết, sự cần thiết phải lấy lại hay phải quy tụ mọi sự trở lại trong Chúa Kitô. Hậu quả là người ta tìm thấy Đức Maria, trinh nữ vâng phục, e và còn trinh bất tuân phục, và như thế trở thành cho chính mình và cho toàn nhân loại lý do của cái chết. Từ Đức Maria tới Eva có việc lập lại lộ trình luân lưu ấy bởi vì không có cách thế khác để tháo cởi điều đã bị cột buộc, nếu không phải là bắt đầu trở lại trong hướng ngược chiều các nút thắt của dây ràng buộc. Chính vì thế Thánh sử Luca đã bắt đầu ra phả từ Chúa Giêsu và lần lên cho tới Adam, bằng cách cho thấy rằng việc sinh ra không bắt đầu từ các tổ tiên của Chúa Giêsu -xu rồi xuống tới người, nhưng từ Chúa Giêsu lên cho tới các tổ tiên theo việc sinh ra trong tin mừng cuộc sống và như thế sự bất tuân phục của bà Eva đã được cứu chuộc bởi sự vâng phục của Đức Maria, bởi vì điều mà bà Eva đồng trinh cột buộc với sự không tin của mình, thì Đức Maria đã tháo cởi với Đức tin. Văn bản được khai triển như một chuỗi các hiệu quả, do đó tại sao việc quy tụ của Chúa Kitô lại lên cho tới đằng sau thời gian, lật ngược ra phả để chữa lành nó cho tới nguồn gốc của nó, và như thế sự bất tuân phục của bà eva được thánh sử nhắc tới hai lần đã được cứu chuộc bởi sự vâng phục của đức maria như vậy điều đã bị cột buộc bởi sự bất tín đã được tháo cởi bởi đức tin theo nguyên lý của việc luân lưu trở lại diễn tả sinh hoạt năng động của việc thâu tóm trở lại điều này xác định hậu quả qua đó đức maria được gọi là nguyên do của sự cứu rỗi đối với toàn nhân loại như eva đã là nguyên do cái chết của toàn nhân loại. Ở nơi khác, người ta chỉ gặp một tiếng vâng đơn sơ của sự phát triển này. Như nhân loại bị cột buộc vào cái chết bởi một trinh nữ, nó cũng được cứu thoát bởi một trinh nữ. Theo cái luận lý của việc luân lưu trở lại ấy, Đức Maria được Thánh giáo phụ Ireneo gọi là trạng sư của Eva, và tước hiệu này được lấy lại trong tác phẩm Epidesis, còn lưu truyền trong tiếng Armeni bởi một trinh nữ bất vâng phục mà con người bị đánh trúng ngã xuống và chết. Cũng thế, nhờ đức trinh nữ đã vâng phục lời Thiên Chúa mà con người đã tìm lại được sự sống. Đó đã là điều chính đáng và cần thiết, sự kiện Adam được tái tạo trong Chúa Kitô để cái phải chết bị thu hút và nuốt chửng bởi sự bất tử, và Eva đã được tái tạo trong Đức Maria hầu cho một trinh nữ trở thành trạng sư của một trinh nữ xóa bỏ và hủy diệt sự bất phục tùng của một trinh nữ với sự vâng phục trinh nữ của người sức mạnh của việc so sánh giữa e bà và đức maria mà thánh ireneo dùng sẽ không bao giờ bị vượt thắng điều cần phải hiểu một cách rõ ràng để tiếp nhận sự phát triển này đó là nó không chỉ là một sự tương đương đơn sơ hay đối chiếu giữa hai hình ảnh bằng cách lạm dụng các tương đương và các đối kháng hai đề tài eva và maria được hiệp nhất với nhau bởi một đề tài thứ ba là chương trình của thiên chúa eva đã tạo ra một phác họa nhân chủng của phụ nữ đức maria là việc tu sửa và hoàn hảo chương trình đã thất bại chương trình nhân chủng của thiên chúa không chỉ giới hạn nơi bà eva và đức maria chính trong viễn tượng nhân chủng chúng ta sẽ tìm thấy các song song khác nữa về bà eva với linh hồn kitô cũng như với giáo hội trong nghĩa tập thể và như với các phụ nữ riêng rẽ khác nhau như maria madalena bà vợ ông rốt vân vân điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng đề tài bà eva không phải là đề tài có tính cách thánh mẫu học đức maria có chỗ của người trong một tổng thể rộng rãi hơn mà ở ngoài tổng thể đó thì đề tài sẽ bị hư hỏng một cách trái nghịch công thức e và mới đã không được chế ra cho đức maria nhưng là cho bà vợ của ông job đã suối ông phạm tội nguyên rủa thiên chúa rồi chết đi cho rảnh bà là e và mới nhưng ông job không phải là adam mới và bà Madelena gợi lại hình ảnh bà e và trong nghĩa tích cực như đức maria chính trong viễn tượng này cả hai sự song song chính e và maria và Eva giáo hội phát triển trên các đường nét khác nhau. Theo các giáo phụ đã khai triển các đề tài này, Đức Maria gợi lại vai trò của bà Eva vào thời sa ngã phạm tội và sửa chữa lại sự không vâng lời của bà với sự vâng phục của mẹ. Giáo hội nhắc lại vai trò của bà Eva trước và sau khi phạm tội, vợ của Adam, sự trợ giúp của ông và với ông, mẹ của các sinh linh từ từ người ta sẽ nhận ra nơi Đức Maria tất cả các khía cạnh vai trò của bà Eva và vài khía cạnh được dành cho giáo hội. thưa quý vị, thưa các bạn, trong truyền thống giáo hội đã có một số giáo phụ so sánh Đức Maria với bà Eva. Nổi tiếng và cổ xưa nhất là trường hợp của hai giáo phụ Justino và Ireneo. Tuy nhiên còn có một vài giáo phụ khác nữa cũng theo chiều hướng này. Chẳng hạn như từ năm 377, giáo phụ Epiphanio đã coi Đức Maria như người mẹ của các kẻ sống, theo kiểu diễn tả của chương 3 câu 20 sách sáng thế nhưng chỉ vào hậu bán thế kỷ thứ 13, vế thứ hai của sự so sánh mới được minh nhiên. Đức Maria là sự trợ giúp giống như cho Adam mới, theo kiểu diễn tả của chương 2 câu 18 sách sáng thế. Nếu giáo phụ Armano thành tuốc đã gán cho Đức Maria là sự trợ giúp giống như người của văn bản chương 2 câu 18 sách sáng thế, thì xem ra giáo phụ đã giải thích nó như là sự trợ giúp của Thiên Chúa Cha, hơn là sự trợ giúp của Chúa Kitô. Alberto giả là người đầu tiên gán cho Đức Maria tước hiệu sự trợ giúp của Chúa Kitô. Phát triển cuối cùng này đã bị chậm trễ bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là việc bà Eva được rút ra từ cạnh sườn ông Adam, bị coi như một thuộc tính đặc biệt của giáo hội, được nảy sinh trên núi sọ từ cạnh sườn của Chúa Kitô. Lý do thứ hai là vì giáo phụ Ambrogio đã thiết lập một hàng rào gây ấn tượng trên ba văn bản, trong đó giáo phụ thiết định nguyên tắc sau đây. Đức giê không cần trợ giúp để cứu chuộc nhân loại. Về phía các giáo phụ Hy Lạp, phải đợi cho tới giáo phụ Kabazilas sống vào thế kỷ thứ 14 mới tìm ra việc gán cho Đức Maria điều văn bản chương 2 câu 18 sách sáng thế nói về bà Eva. Eva đã là một sự trợ giúp cho Adam chỉ có Đức Maria đã trợ giúp Thiên Chúa trong việc biểu lộ lòng lành của người. Trong các thế kỷ qua, đề tài e và mới đã bị lãng quên và nó đã chỉ được đề cập trở lại với Đức Hồng Y. Bio, và trước đó nữa là Đức Hồng Y. Newman. Đức Hồng Y. Newman nhấn mạnh giáo lý của các giáo phụ liên quan tới Đức Maria e và thứ hai. Công đồng Trung Vatican II đã lấy lại đề tài song song e và Maria, khi viết trong hiến chế về giáo hội lumen gentium các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng thiên chúa đã không thu dụng đức maria một cách thụ động nhưng đã để người tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục của người thực vậy thánh ireneo nói chính người nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho chính mình và cho toàn thể nhân loại và cùng với Thánh Ireneo còn có rất nhiều Thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Eva nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin Đức trinh nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin. Và so sánh với Eva, các vị gọi Đức Maria là mẹ các kẻ sống và thường quả quyết rằng sự chết đến vì e và sự sống đến nhờ đức maria tóm lại đề tài e và maria bị nền thánh mẫu học của các đặc ân lãng quên trong thời chống phong trào cải cách tin lành đã được tái lập để vinh danh các lý lẽ đáng được lưu tâm thật vậy đề tài này thuộc một sự biểu tượng đã bị một khuynh hướng duy lý thần học kinh viện cũng như giản lược nào đó bỏ quên nhưng nó thuộc một nền thần học của lịch sử cứu độ bị gạt ra ngoài bởi các quan niệm quá trừu tượng và giảm thiểu trong lịch sử ấy và trong việc tạo dựng mới đức maria có một thế đứng khôn sánh mà sự song song với e và đưa ra ánh sáng ngoài ra nó còn thuộc một nền nhân chủng học trong đó phụ nữ có chỗ đứng của mình bằng cách làm chứng cho thấy thiên chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ đây là sự hiển nhiên quá thường bị gạt bỏ ra ngoài lề bởi một nền thần học trừu tượng duy nam tính. Khuynh hướng này mạnh mẽ hơn trong các ngôn ngữ không có từ tương đương với từ Latin homo mà chỉ có từ tương đương với từ vir, chẳng hạn như trường hợp của tiếng Anh với từ man và woman. Chúng ta sẽ không trung thành với truyền thống nếu chỉ đặt để Đức Maria trong thế đối chọi với Eva và các phụ nữ khác trong thế song song với bà Eva. Các giáo phụ đã khai triển một sự đối chọi tích cực đối với các phụ nữ thánh thiện và đối với mỗi một linh hồn tín hữu Kitô. Thật là điều quan trọng đừng sợ hãi đề tài này như là một sự so sánh đơn thuần ít nhiều tế vi. Đó là một con đường giúp hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ trong đó đức maria là một điểm khởi hành mới là e và mới mẹ của adam mới theo thần khí bởi vì sinh ra theo thịt xác nếu phong trào nữ quyền giận dữ đối với trình thuật của sách sáng thế nói rằng người nữ được rút ra từ người nam thì adam mới lật ngược luận thuyết đó bằng cách sinh ra từ người đàn bà mà không có sự cộng tác của nam giới nhưng qua công trình siêu việt của thiên chúa từ đó chúng ta có nền thần học về Đức Maria E và mới và là đấng đồng cứu chuộc. Các nội dung giáo thuyết được hiểu ngầm trong sự song song giữa Đức Maria và bà E và như được các giáo phụ trình bày đã cô động lại và quy tụ trong vấn đề mới đây liên quan tới việc đồng cứu chuộc được Đức Maria diễn tả ra bên cạnh Chúa Kitô cứu thế đã được suy tư thần học đào sâu và diễn tả ra bằng công thức một cách có hệ thống. Đề tài cũng đã được các giáo hoàng sau này nhắc tới và được đưa vào trong các văn bản phụng vụ. Tước hiệu chuyên biệt đồng cứu chuộc được gán cho Đức Maria, cả khi tước hiệu đồng cứu chuộc đã có từ thế kỷ thứ 15. Người ta tìm thấy tước hiệu này trong hai thủ bản thuộc thế kỷ 15 tại thành phố Salzburg bên Áo, và một cách chuyên biệt hơn trong một bài thánh thi tiếng Latin nói rằng khi cùng đau khổ với đấng cứu chuộc mẹ đã trở thành người đồng cứu chuộc. Nó phát xuất từ tước hiệu cứu chuộc là tước hiệu cổ xưa hơn được hiểu trong nghĩa mẹ của đấng cứu chuộc. Tước hiệu cứu chuộc đã có từ thế kỷ thứ 10 trong nhiều tài liệu cho tới năm 1750. Tuy nhiên tước hiệu đồng cứu chuộc đã chỉ được các thần học gia công giáo sử dụng hồi thế kỷ thứ 19 sau đệ nhất thế chiến và đầu đệ nhị thế chiến. Tiếp theo việc phát triển của đề tài trung gian ơn cứu độ, nó được diễn tả bằng việc công thức hóa có hệ thống và giáo lý thần học được đào sâu để giải thích rõ ràng bản chất và các ý nghĩa của nó. Đồng thời với việc hệ thống hóa thần học này, cả huấn quyền bình thường của các giáo hoàng cũng đề cập tới giáo lý liên quan tới sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc trong nhiều cách thế khác nhau và nhắm mục đích minh sát các nội dung ý nghĩa của tước hiệu. Chẳng hạn như Đức Giáo Hoàng Leo 13 trong thông điệp Yucunda Semper, ban hành năm 1894, thông điệp Atutricem Populi công bố năm 1895, Đức Giáo Hoàng Pio 10 trong thông điệp Adiem Ad Illum, ban hành năm 1904, Đức Giáo Hoàng Benedetto 15 trong tông thư Inter Socialia ban hành năm 1918. Đức Giáo Hoàng Pio XI trong sứ điệp truyền thanh ngày 28 tháng 4 năm 1935. Đức Giáo Hoàng Pio XII trong thông điệp Mystici Corporis Christi ban hành năm 1943. Trong thông điệp Acheli Reginam công bố năm 1954 và trong thông điệp Haurietis Aquas ban hành năm 1956. Tuy nhiên, vị giáo hoàng đầu tiên sử dụng tước hiệu đồng cứu chuộc để gọi Đức Maria là Đức giáo hoàng Pio 11 trong sư điệp truyền thanh ngày 28 tháng 4 năm 1935. Trong chương 8 của Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II đã đương đầu với vấn đề Đức Maria cộng tác với Chúa Kitô trong công trình cứu chuộc nhân loại. Nhưng vì các lý do mục vụ và đại kết, tài liệu công đồng đã tránh dùng tước hiệu Đấng Đồng Cứu Chuộc khi nói về vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ mà chỉ đề cập tới sự đồng cứu chuộc mà thôi. Số 61 hiến chế về giáo hội viết như sau: Từ muôn đời Đức nữ Trinh đã được tiền định làm mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa và theo chương trình của Chúa quan phòng người trở nên mẹ cao trọng của đấng cứu chuộc thần linh trên trần gian và cách đặc biệt hơn mọi người khác người là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của chúa vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng chúa kitô đã dâng chúa kitô lên chúa cha trong đền thánh và cùng khổ đau với con mình chết trên thập giá đức maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế nhờ lòng vâng phục nhờ đức tin đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn bởi vậy trên bình diện ân sủng người thật là mẹ chúng ta Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong nền thần học công giáo, tước hiệu đấng đồng cứu chuộc và sự đồng cứu chuộc tương đương và có ý nghĩa bắt nguồn từ tước hiệu đấng cứu chuộc để gọi Chúa Giêsu Kitô và việc cứu chuộc để ám chỉ công trình cứu độ nhân loại của Chúa. Nói chung, sự cứu chuộc ám chỉ hành động qua đó một người hay một vật ban đầu được chiếm hữu nhưng sau đó bị mất đi, được mua lại hoặc chuộc lại bằng một giá thích hợp khi áp dụng ý niệm này cho công trình của Chúa Kitô trong việc cứu chuộc loài người, nó có nghĩa giá cả thích hợp mà Chúa Kitô con Thiên Chúa đã phải trả, đặc biệt với cuộc khổ nạn và cái chết hy hiến cao cả trên thập giá để chuộc tội loài người. Vì tội lỗi của mình, con người đã đánh mất đi tình trạng ơn thánh, trong đó nó đã được tạo dựng hay tình bạn với Thiên Chúa, chức làm nghĩa tử của Thiên Chúa với quyền hưởng cuộc sống vĩnh cửu trong quan niệm thần học này, yếu tố hình thái của sự cứu chuộc là việc trả giá đền chuộc. Giá chuộc đó là cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô có giá trị vô cùng, vì thế có thể cứu chuộc con người khỏi tội lỗi. Tương quan với ý niệm Kitô học này, các thần học gia đã gán cho Đức Maria tước hiệu đấng đồng cứu chuộc để ám chỉ sự cộng tác của mẹ vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô với các công nghiệp của mẹ, đặc biệt trên núi sọ vào giá cả của sự cứu chuộc. Nói chung, nền thần học công giáo cho rằng sự cộng tác đó của Đức Maria vào việc cứu chuộc là một sự cộng tác hình thức thực sự, bởi vì mẹ đã đồng ý một cách tự do với sự nhập thể cứu độ bằng cách sinh hạ và dưỡng nuôi vị tư tế và nạn nhân của hy tế cứu chuộc. Cũng như bởi vì trong cuộc sống của mình, mẹ đã kết hiệp niềm tin, sự vâng phục và lòng mến các khổ đau của mẹ đặc biệt khi đứng dưới chân thập giá với các khổ đau của người con thiên chúa ước ao kết hiệp với người cho ơn cứu chuộc nhân loại tuy nhiên sự giải thích đồng nhất đó bị mất đi khi phải xác định xem sự cộng tác ấy của đức maria vào ơn cứu chuộc có thể được định tính như là lập tức hay có giá trị gần hay chỉ có giá trị xa mà thôi liên quan tới việc giải thích khác biệt này Học giả Roskini phân biệt nó trong ba giả thuyết thần học mà chúng ta có thể tóm gọn như sau. Giả thuyết thứ nhất là sự cộng tác có giá trị lập tức của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Đây là lập trường được đa số các nhà thần học ủng hộ, theo đó sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc phải được coi là lập tức trong nghĩa Thiên Chúa sắp xếp để cho việc cứu chuộc loài người xảy ra cũng bởi các công nghiệp và sự nguôi thỏa của Đức Maria nữa, ngoài các công nghiệp và sự nguôi thỏa của Chúa Kitô. Tuy nhiên, trong khi Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất như trong nghĩa chính yếu độc lập tự đủ và cần thiết, thì Đức Maria là đấng đồng cứu chuộc trong nghĩa phụ thuộc, tùy thuộc Chúa Kitô, tự mình không đủ và chỉ cần thiết một cách hiệp nhất thể. Như vậy các công nghiệp của Đức Maria đã có một giá trị đồng cứu chuộc thực sự đối với ơn cứu rỗi của con người trong chính nó, nghĩa là đối với ơn cứu rỗi khách quan. Các công nghiệp ấy tạo thành một yếu tố nằm cốt mà nếu không có chúng thì không có ơn cứu chuộc như Thiên Chúa đã quyết định trong chương trình từ đời đời của người. Trong tư tưởng của các thần học gia ủng hộ lập trường này, kiểu đồng cứu chuộc trên đây không gây thương tổn cho tính cách duy nhất của đấng cứu độ đã được Thánh Phaolô công bố bởi vì nó giống như sự cộng tác của từng người trong chúng ta với ơn cứu chuộc riêng của mình, nghĩa là với ơn Thánh Thiên Chúa áp dụng cho chúng ta. Cũng thế sự kiện cả Đức Maria cũng đã được cứu chuộc không mảy may làm thương tổn sứ mệnh đồng cứu chuộc của mẹ. Thật thế, Đức Maria đã không cộng tác vào sự cứu chuộc của mẹ mà chỉ cộng tác vào sự cứu chuộc những người khác mà thôi. Quả vậy, tuy hiến tế cứu độ của Chúa Kitô là duy nhất, nhưng sự hiến dâng ấy của người được nhìn dưới hai khía cạnh trước hết theo trật tự luận lý chứ không phải thứ tự thời gian là cho sự cứu chuộc giữ gìn của mẹ người rồi sau đó với sự cộng tác của mẹ là cho ơn cứu chuộc của tất cả mọi người ý hướng hai chiều đó tiềm ẩn trong ý niệm cứu chuộc giữ gìn của đức trinh nữ và cứu chuộc giải thoát của các người khác liên quan tới mục đích mà đấng cứu độ cứu chuộc Đức Maria trước, nghĩa là để cho mẹ được vô nhiễm nguyên tội, thì ngoài việc để cho mẹ là mẹ Thiên Chúa, là để khiến cho mẹ có khả năng cộng tác với người trong việc cứu chuộc loài người một cách lập tức. Giả thuyết thứ hai do một nhóm nhỏ các thần học gia ủng hộ là sự cộng tác xa của Đức Maria vào ơn cứu chuộc trước việc cứu rỗi trong nghĩa nó diễn tả sự chấp thuận tự do của Đức Maria trở thành mẹ đấng cứu độ. Và trên thập giá, Đức Giêsu Kitô sẽ thành toàn một mình ơn cứu chuộc nhân loại. Sự kết hiệp các nỗi đớn đau của mẹ với các khổ đau của đấng cứu độ dưới chân thập giá diễn tả sự cộng tác của mẹ vào việc cứu chuộc chủ quan hơn là cho việc cứu chuộc khách quan khi chính mẹ đã được cứu chuộc cho công trình cứu độ do Chúa Kitô thực hiện. Theo lập trường này, chỉ có các công nghiệp của Chúa Kitô là đã mưu cầu ơn cứu độ cho chúng ta, còn các công nghiệp của Đức Maria đã chỉ cho mẹ quyền áp dụng các hoa trái sự cứu độ, nghĩa là ban phát các ơn thánh mà chỉ có Chúa Kitô đã lấy được cho chúng ta. Giả thuyết thứ ba là sự cộng tác tức thể thụ động do trường phái thần học Đức đưa ra. Nó muốn là một cố gắng dung hòa hai giả thuyết kể trên. Thật thế, nó đề nghị sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc khách quan như là tức thì, theo giả thuyết thứ nhất, nhưng phân biệt sự cộng tác đó theo hai kiểu chủ động và thụ động. Sự cộng tác của Đức Maria chỉ là một sự cộng tác thụ động và hoạt động công nghiệp chủ động của Chúa Kitô như là thành phần được tuyển chọn từ nhân loại và là chi thể thứ nhất của giáo hội trên núi sọ Mẹ đã cộng tác vào việc hoàn thành ơn cứu chuộc một cách lập tức nhưng thụ động, trong nghĩa mẹ đã tiếp nhận trước tiên như khởi đầu của giáo hội, các hoa trái của ơn cứu chuộc và đã khiến cho các hoa trái ấy có thể được chuyển tới cho toàn giáo hội. Trong nền thánh mẫu học giả thuyết này nhấn mạnh sự mới mẻ nơi mầu nhiệm của Đức Maria gắn liền với mầu nhiệm của giáo hội và đặt để cả hai thực tại hiệp nhất giữa chúng vào trong diễn văn rộng lớn hơn của toàn lịch sử cứu rỗi. Nỗ lực đề cao chiều kích giáo hội học trong mầu nhiệm của Đức Maria này là công của thần học gia Seban, là thần học gia người Đức nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trên các thần học gia Đức khác trong các năm trước công đồng Trung Vatican II. Để cho việc duyệt xét vấn đề được trọn vẹn, tưởng cũng nên trình bày lập trường của nền thần học tin lành. Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, các thần học gia tin lành đã không đề cập đến sự cộng tác của Đức Maria vào việc cứu chuộc. Lý do đơn sơ là vì họ cho rằng chỉ có Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất tuyệt đối của toàn nhân loại. Chúa Giêsu Kitô là đấng duy nhất có thể cứu chuộc con người và không có thụ tạo nào có thể làm bất cứ gì để cộng tác vào việc cứu chuộc ấy, mà chỉ có thể tiếp nhận ơn cứu chuộc mà thôi. Đức Maria không khác gì với mọi thành phần khác của gia đình nhân loại và của giáo hội cần được cứu rỗi. Mẹ đã chỉ diễn tả một sự cộng tác vật chất với Chúa Kitô cứu chuộc, trong nghĩa như là con kinh vật lý, qua đó đấng cứu độ đã đi qua để đến với chúng ta và hoàn thành sự cứu chuộc trong bản tính nhân loại của chúng ta. Chào ban cho Đức Maria tước hiệu đồng cứu chuộc, hay nói về một sự đồng cứu chuộc với công trình của Chúa Kitô, có nghĩa là hủy bỏ sự hữu hiệu của việc cứu rỗi do Chúa Kitô thành toàn. Nó cũng bao gồm việc chống lại thánh kinh và xúc phạm tới đức tin nữa. Chính vì thế nên các thần học gia tin lành tỏ ra kinh khiếp đối với tước hiệu đồng cứu chuộc trong bất cứ nghĩa nào hay bất cứ khẳng định nào của nền thần học Công giáo. Các anh em tin lành có nhiều ý kiến khác nhau liên quan tới Đức Maria, nhưng nói chung họ không chấp nhận tầm quan trọng và lòng sùng kính thái quá mà giáo hội công giáo dành cho mẹ của Chúa Kitô. Lý do là vì chỉ có Chúa Kitô là vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Các tín hữu tin lành thuộc thế kỷ thứ 16 nói chung vẫn duy trì các tín điều của Kitô giáo thuộc ngàn năm thứ nhất. Martin Luther vẫn duy trì đa số các lễ kính Đức Maria như có thể tìm thấy trong các phúc âm và lịch phụng vụ như lễ truyền tin, lễ thăm viếng và lễ thanh tẩy. Nhưng niềm tin vào việc hồn xác lên trời bị bãi bỏ và vấn đề trở thành đề tài tranh luận giữa công giáo và tin lành. Các anh em tin lành theo khuynh hướng cực đoan và các chứng nhân Jehovah tin vào việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu, nhưng cho rằng Đức Maria đã có các con trai khác với ông Giuse và khước từ các tước hiệu và lòng sùng kính mà giáo hội công giáo dành cho mẹ Thiên Chúa sau đó vào thời của thuyết thiên quang luận và nền thần học tin lành tự do các anh em tin lành mạnh mẽ chỉ trích các công thức truyền thống trong đó có sự chọn đời đồng trinh của đức maria nhiều thần học gia tin lành cho rằng toàn phần đầu của phúc âm thánh luca dùng ngôn từ huyền thoại vì thế gương mặt của đức maria cũng được miêu tả theo các văn thể này Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 8 của Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II đã tổng kết toàn mầu nhiệm của con người và sứ mệnh của Đức Maria. Viễn tượng mới mẻ trong việc trình bày giáo lý thánh mẫu học là việc lồng không con người và vai trò của Đức Maria vào trong lịch sử cứu độ, nghĩa là trong mầu nhiệm của Chúa Kitô đấng cứu độ của giáo hội, là bí tích của ơn cứu rỗi. Chiều kích thần học này đã cho phép công đồng Trung Vatican hai nêu bật sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngoài ra các tiêu chuẩn giải thích được dùng để đào sâu vị thế của Đức Maria trong lịch sử cứu độ như tiêu chuẩn kinh thánh, mục vụ, đại kết và nhân chủng đã cho phép công đồng đưa ra cho chúng ta một giáo lý về sự cộng tác của Đức Maria một cách có óc phê bình và thanh thản, vững vàng hơn không phải chỉ đối với các tín hữu công giáo mà còn cho tất cả các ki tô hữu nữa trước khi trình bày nội dung chương 8 của hiến chế về giáo hội tường cần đưa ra một vài nhận xét trước hết đối với công đồng trung vatican ii sự cộng tác của đức maria vào việc cứu chuộc không phải là một sự kiện tình cờ hay ngẫu nhiên mà đã được dự kiến trước và được tiền định ngay từ đời đời trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương 8 của Hiến chế về Giáo hội, lấy lại lập trường giáo lý trong Tông hiến Ineffabilis Deus của Đức Giáo hoàng Pio 9, công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội ngày mùng 8 tháng 12 năm 1854. Giáo lý này cũng đã được Đức Giáo hoàng Pio 12 lấy lại trong Tông hiến Munificentissimus Deus, công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày mùng 1 tháng 11 năm 1950. Ở đây Đức Maria được trình bày như là đấng kết hiệp kháng khít với Chúa Kitô và sứ mệnh của Chúa, ngay từ chương trình tương tự vĩnh cửu duy nhất của Thiên Chúa, số 61 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium viết, từ muôn đời Đức nữ Trinh đã được tiền định làm mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa quan phòng, Ngài trở nên mẹ cao trọng của đấng cứu chuộc thần linh trên trần gian và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy trên bình diện ân sủng Ngài thật là mẹ chúng ta Như thế do sự sắp đặt của Chúa quan phòng trong lịch sử Đức Maria đã là mẹ đấng cứu thế Và là cộng sự viên của Chúa một cách phi thường Ngoài ra ý hướng chung của công đồng Trung Vatican II Là đưa ra một giáo lý chắc chắn Được đào sâu với tất cả óc phê bình Có giá trị đối với đức tin của toàn thể giáo hội có khả năng canh tân lòng sùng mộ đối với Đức Trinh Nữ Maria số 54 của hiến chế về giáo hội minh sát ý hướng của công đồng như sau. Bởi thế, khi trình bày giáo lý về giáo hội, trong giáo hội này Chúa cứu thế thực hiện ơn cứu độ, Thánh công đồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ vai trò của Đức Trinh Nữ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, cũng như làm sáng tỏ bổn phận của những người được cứu chuộc đối với mẹ Thiên Chúa là mẹ Chúa Kitô và mẹ nhân loại, cách riêng mẹ các tín hữu Tuy nhiên công đồng không có ý đưa ra một học thuyết đầy đủ về Đức Maria, cũng không có ý giải quyết các vấn đề chưa được sáng tỏ trọn vẹn trong việc nghiên cứu của các nhà thần học. Những ý kiến được tự do trình bày trong các trường phái công giáo về đấng có địa vị cao cả nhất trong giáo hội thánh sau Chúa Kitô và cũng là đấng rất gần chúng ta đều được duy trì cách hợp pháp. Như vậy, công đồng không có ý đề nghị một khảo luận thánh mẫu học cũng không muốn chấm dứt các vấn đề thần học còn đang được nghiên cứu. Vì thế công đồng để cho các thần học gia hoàn toàn tự do, thảo luận các vấn đề còn đang tranh cãi. Chính vì vậy chương 8 của Hiến chế về giáo hội chỉ giới hạn vào việc đề nghị giáo lý nòng cốt liên quan tới sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đã được huấn quyền bình thường của các giáo hoàng minh giải và do đó được toàn thể giới công giáo chấp nhận như một dữ kiện của Đức Tin Trung. Tuy không chấp nhận cũng như không chối bỏ bất cứ lập trường thần học nào, nhưng công đồng Trung Vatican II xác định vài yếu tố nền tảng phải có giá trị, như là các yếu tố hướng dẫn suy tư thần học tương lai. Một điều khác nữa cần nhắc tới ở đây đó là các nguyên tắc của phương pháp thần học đã được nêu lên trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, để gương mặt của người phụ nữ đã là mẹ đấng cứu thế được hiểu biết trong mọi chiều kích giá trị của nó thật vậy tính cách can thiệp lịch sử của người phụ nữ này trong lịch sử cứu độ được nêu bật bởi việc đọc hiểu trong toàn bộ và liên tục các sách của thánh kinh cựu ước và thánh kinh tân ước cũng như các sách của truyền thống cổ kính của giáo hội các sách này luôn đưa ra ánh sáng và đề nghị với chúng ta ngày càng rõ ràng hơn biến cố Chúa Kitô cứu thế đến và công trình cứu chuộc của người, cũng như gương mặt và công trình của Đức Maria là mẹ và là cộng sự viên của người. Số 55 hiến chế về giáo hội viết Thánh kinh cựu ước cũng như tân ước và thánh truyền đáng kính trình bày ngày một sáng tỏ hơn vai trò của mẹ đấng cứu thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi và đưa vai trò ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách cứu ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này như giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ mẹ đấng cứu thế. Theo ánh sáng mặc khải ấy, người nữ này đã được phát họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, Ngài là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel. Ngài trổi vượt trên các người khiêm nhường và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau thời mong đợi lời khấn hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với Ngài. Người thiếu nữ Sion cao sang khi con thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. Trung thành với các nguyên tắc ấy, chương 8 hiến chế về giáo hội soạn thảo giáo lý về sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô bằng cách đọc trở lại tất cả thánh kinh và truyền thống giáo phụ cổ xưa nhất và duy trì các giải thích đã có trước của huấn quyền giáo hội. Trong khi các thần học gia dừng lại lâu trên biến cố truyền tin cho Đức Maria, và biến cố Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa Kitô, chương 8 của hiến chế về giáo hội, đọc lại cuộc sống và công trình của Chúa Kitô và sự kết hiệp liên lỉ của Đức Maria với Người để minh giải sự cộng tác của Đức Trinh Nữ vào việc cứu chuộc. Điểm cuối cùng cần nêu bật ở đây đó là sự kiện trong chương 8 hiến chế về giáo hội không có từ đồng cứu chuộc như được dùng một cách rộng rãi trong các sách thánh mẫu học được Đức Giáo Hoàng Pio 9 chỉ cho thấy và cũng được dùng trong ngôn ngữ phụng vụ. Thay vì từ đấng đồng cứu chuộc, chương 8 hiến chế về giáo hội, thích tước hiệu cộng sự viên quảng đại của Chúa Cứu Thế là tước hiệu đã được đề nghị trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa đất giàu lòng quảng đại. Và thay vì từ sự đồng cứu chuộc thì tài liệu công đồng thích nói tới sự cộng tác vào việc cứu chuộc việc ưa thích này không phải do một sự hời hợt bề ngoài và không có chủ ý công đồng đã thích dùng từ này một đàng vì muốn trung thành với ý hướng của mình là không can thiệp vào các vấn đề thần học còn đang được tranh luận đàng khác để thực hiện các tiêu chuẩn kinh thánh mục vụ và đại kết thật ra tước hiệu đấng đồng cứu chuộc và từ sự đồng cứu chuộc không phải là các từ kinh thánh nên có thể gây ra các hiểu lầm trong việc giải thích đối với dân chúa không quen với các phân biệt thần học tinh tế hơn nữa chúng có thể gây ra các giải thích hiểu lầm về phía anh em tin lành là những người đặc biệt chống lại loại từ vựng này Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong các tháng qua chúng ta đã khai triển đề tài Đức Maria là e và mới và là đấng đồng công cứu chuộc, hay là người cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu con mẹ. Từ hôm nay chúng ta tìm hiểu một đề tài mới, Đức Maria là đấng trung gian. Sự trung gian đại đồng của Đức Maria nghĩa là nhiệm vụ hiền mẫu trong việc chiếm hữu được cũng như trong việc thụ hưởng và ban phát mọi ơn lành là một trong các khía cạnh hay và thời sự nhất của mầu nhiệm về Đức Maria được đọc hiểu trong lịch sử cứu độ. Trong hơn sáu thập niên qua, nó đã được nền thần học của giáo hội công giáo nghiên cứu và đã lôi kéo sự chú ý của huấn quyền giám mục cũng như giáo hoàng và công đồng Trung Vatican II đối với tín hữu đề tài này đã hấp dẫn sự tin tưởng và lòng đạo đức bình dân đối với quyền năng can thiệp và lòng xót thương hiền mẫu của mẹ maria trong khi trên bình diện chính thức nó được cử hành trong phụng vụ chung của giáo hội còn trong lãnh vực đại kết nó đã và tiếp tục là đề tài nổi bật bị anh em tin lành phản đối trong liên hệ khó khăn với các lập trường của giáo hội công giáo từ đầu thế kỷ hai mươi tới nay đề tài Đức Maria là trung gian, vẫn luôn luôn duy trì được tính cách thời sự chính xác của nó trên bình diện tín lý cũng như thần học và mục vụ. Ở đây chỉ cần nêu lên vài thời điểm quan trọng. Thời gian giữa các năm 1920-1940 là giai đoạn đào sâu và hệ thống hóa đề tài Đức Maria là trung gian ơn thánh. Tiếp đến là các thỉnh cầu định nghĩa tín lý long trọng về sự trung gian của Đức Maria được đệ trình công đồng Trung Vatican II hồi năm 1964 và tuyên ngôn của công đồng về vấn đề này. Năm 1978 đã có hội nghị Thánh Mẫu Học Quốc tế lần thứ hai về đề tài Đức Maria là đấng trung gian ơn thánh như đã được sống và đề nghị trong giáo hội ngày nay. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu lịch sử, từ vựng, cũng như nội dung giáo lý do các thần học gia và huấn quyền đề ra liên quan tới vấn đề trung gian của đức maria tiếp đến là đề nghị một số viễn tượng thần học và mục vụ mới đã được công đồng trung vatican hai chỉ cho thấy giúp đáp ứng các nhu cầu của nền văn hóa và sự nhạy cảm tôn giáo của chúng ta ngày nay một cách tốt đẹp hơn trước hết là lịch sử sự phát triển của đề tài đức maria là trung gian ơn thánh giáo lý về sự trung gian của đức maria đã chỉ được hệ thống hóa trên bình diện thần học trong hơn 60 năm qua. Nhưng tước hiệu Đức Mẹ là Đấng Trung Gian đã có các nội dung giáo lý chuyên biệt và chính xác, cũng như việc kêu cầu Đức Mẹ với tước hiệu diễn tả sự tin tưởng nơi sự trở che của Đức Mẹ là điều rất cổ xưa trong giáo hội. Chỉ cần nhớ tới bài Thánh Ca Sub Subtuum Presidium dưới sự bảo vệ của mẹ, mà giới chuyên viên cho rằng đã được sáng tác ra vào thế kỷ thứ ba và thứ tư, và nó diễn tả niềm tin của tín hữu nơi sự bầu cử của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Dưới sự thúc đẩy của các giáo phụ và các tiến sĩ giáo hội, niềm tin ấy ngày càng mang sắc thái chính xác hơn. Và vào cuối thế kỷ thứ sáu, tước hiệu đấng trung gian đã được dùng với các ý nghĩa ngày càng chuyên biệt và chính xác. Từ thế kỷ thứ 12 trở đi, Tước hiệu này ngày càng được dùng thường xuyên hơn, nhưng chỉ vào thế kỷ thứ 17, luận thuyết giáo lý về tước hiệu mới bắt đầu được diễn tả ra một cách thực sự riêng rẽ. Và sau cùng vào thế kỷ 20 mới có nhiều tác phẩm và bài viết trình bày nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria trong việc bầu cử và phân phát các ơn thánh cho tín hữu. Từ năm 1921 trở đi, trong khung cảnh dự án của giáo hội Bỉ, đối với việc định nghĩa tín lý về sự trung gian của Đức Maria đã có nhiều tác phẩm thần học có phẩm chất chào đời liên quan tới đề tài này và ngày càng nhiều hơn cho tới năm 1950. Trong năm 1921, Đức Hồng Y. Mercier, Tổng giám mục Malin, với sự cộng tác phụng vụ thần học của Đại học Louvain và sự ủng hộ của Hội đồng giám mục Bỉ, cũng như của nhiều dòng tu, tất cả hàng giáo sĩ và giáo dân đã xin tòa thánh phê chuẩn lễ kính Đức Maria là đấng trung gian và yêu cầu tòa thánh đưa ra định nghĩa tiến lý liên quan tới sự trung gian đại đồng của Đức Maria. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Benedicto 15 chấp thuận cho các giáo phận tại Bỉ và tất cả các giáo phận nào làm đơn xin được phép cử hành lễ kính Đức Maria trung gian, nhưng không đưa ra định nghĩa tín lý. Các vị giáo hoàng đến sau cho đến Đức Pio 12 sẽ tiếp tục đường lối này, nhưng vấn đề thần học liên quan tới sự trung gian sẽ được thay thế bằng vấn đề thần học liên quan tới sự đồng công cứu chuộc và vấn đề linh hồn và xác lên trời, nhưng nó vẫn không mất đi tính cách cơ cấu và thời sự của nó. Trong giai đoạn trước khi chuẩn bị công đồng Trung Vatican II, tức giữa các năm 1959-1960, đã có 300 câu trả lời được gửi về tòa thánh từ phía các giám mục, các dòng tu và các đại học công giáo, đề nghị công đồng thảo luận về việc long trọng định nghĩa sự trung gian đại đồng của Đức Maria. Việc thỉnh cầu này không chỉ canh tân lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Mercier, nhưng còn trình bày tổng hợp của phong trào trung gian thánh mẫu của 80 năm qua nữa. Phong trào này đã thừa hưởng suy tư hệ thống hóa thần học các can thiệp chuyên biệt của huấn quyền giáo hoàng, của các công thức trong lễ nghi phụng vụ và sự phát triển của lòng sùng mộ và đạo đức bình dân diễn tả đôi khi một cách thái quá, một ý thức và sự tin tưởng vô bờ, nơi sự bầu cử hiện nay và nơi lòng xót thương ban phát ơn thánh của Mẹ Thiên Chúa. Công đồng Trung Vatican II đã không thể xem xét thỉnh cầu định nghĩa này nhưng đã đưa ra một giáo lý vững chắc và rõ ràng liên quan tới sự trung gian của Đức Maria trong việc ban phát ơn thánh cho các tín hữu. Tuy nhiên, trong phong trào trung gian thánh mẫu, cần phân biệt rõ ràng việc đào sâu và hệ thống hóa thần học phụng vụ với lòng đạo đức và thái độ sùng mộ bình dân. Thật thế trong khi sự tin tưởng của tín hữu nơi quyền năng của Đức Maria được diễn tả ra trong các kiểu sùng mộ bình dân nhiều khi quá đáng, thì việc suy tư thần học và các chỉ dẫn của huấn quyền duy trì được tính cách quân bình và ngày càng dựa trên các dữ kiện của mặc khải và sự tương tự nền tảng với mầu nhiệm sứ mệnh vĩ đại của Chúa Kitô Trung Gian liên quan tới từ vựng trong nền thần học tiền công đồng các thần học gia từ Thánh Thomas tiến sĩ thay đổi giáo lý về Chúa Kitô Trung Gian như là đứng đứng giữa và có khả năng nối liền hai thái cực và áp dụng tước hiệu trung gian cho Đức Maria trong sự tương tự với tước hiệu trung gian mà Thánh Phaolô gán cho Chúa Kitô bằng cách cho tước hiệu này ý nghĩa của sự cộng tác vào công trình cứu chuộc khách quan được thực thi trong cuộc sống lịch sử trên trần gian này cũng như cho việc áp dụng hiện nay cho các hoa trái của ơn cứu độ chủ quan qua việc bầu cử và phân phát ơn thánh. Nhưng trong khi Chúa Kitô là vị trung gian duy nhất đối với cả hai đối tượng của ơn cứu độ bởi vì người là lý do chính độc lập tự đủ và cần thiết thì đức maria là đấng trung gian như là lý do phụ tùy thuộc không tự đủ và cần thiết một cách theo giả thuyết ban đầu tước hiệu trung gian đại đồng có nghĩa là sự cộng tác của đức maria vào việc thụ hưởng và phân phát tất cả các ơn thánh hiện nay ý nghĩa chuyên biệt này vẫn còn được một vài thần học gia chấp nhận trái lại đối với các người khác sự trung gian đại đồng của tất cả các ơn thánh ám chỉ sự cộng tác vào việc cứu chuộc khách quan nghĩa là vào việc áp dụng hiện nay các hoa trái của ơn thánh cho các cá nhân trong trường hợp thứ hai này tước hiệu trung gian đại đồng chỉ khác với tước hiệu của mẹ tinh thần mẹ của ơn thánh trên danh từ chứ không thật sự và sự trung gian đó đồng nghĩa với chức làm mẹ thiêng liêng của đức maria Dầu sao đi nữa, sự trung gian cũng như việc đồng cứu chuộc có cùng một nguồn gốc thần học. Sự cộng tác hiền mẫu liên tục của Đức Maria vào công trình cứu rỗi của Chúa Kitô từ biến cố truyền tin cho tới biến cố quang lâm của Chúa và có cùng một nền tảng duy nhất, sự kết hiệp của mẹ với con mình qua biến cố sinh ra trong công trình của lịch sử và sự hiệp nhất trong vinh quang, qua biến cố hồn xác lên trời và kết thúc công trình cánh chung sự trung gian và đồng cứu chuộc luôn luôn có tương quan với nhau tiếp nối nhau và diễn tả một cách tổng thể hai thời điểm trong chức làm mẹ tinh thần của đức maria đối với loài người hành động để chiếm hữu được ơn thánh và hành động để áp dụng hoa trái của ơn thánh đó cho từng người một cách riêng rẽ Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong các tháng qua chúng ta đã khai triển đề tài Đức Maria là e và mới và là đấng đồng công cứu chuộc, hay là người cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu con mẹ. Từ hôm nay chúng ta tìm hiểu một đề tài mới, Đức Maria là đấng trung gian. Sự trung gian đại đồng của Đức Maria nghĩa là nhiệm vụ hiền mẫu trong việc chiếm hữu được cũng như trong việc thụ hưởng và ban phát mọi ơn lành là một trong các khía cạnh hay và thời sự nhất của mầu nhiệm về Đức Maria được đọc hiểu trong lịch sử cứu độ. Trong hơn sáu thập niên qua, nó đã được nền thần học của giáo hội công giáo nghiên cứu và đã lôi kéo sự chú ý của huấn quyền giám mục cũng như giáo hoàng và công đồng Trung Vatican II. Đối với tín hữu, đề tài này đã hấp dẫn sự tin tưởng và lòng đạo đức bình dân đối với quyền năng can thiệp và lòng xót thương hiền mẫu của mẹ Maria. Trong khi trên bình diện chính thức nó được cử hành trong phụng vụ chung của giáo hội, còn trong lĩnh vực đại kết nó đã và tiếp tục là đề tài nổi bật bị anh em tin lành phản đối trong liên hệ khó khăn với các lập trường của giáo hội Công giáo. Từ đầu thế kỷ 20 tới nay Đề tài Đức Maria là trung gian, vẫn luôn luôn duy trì được tính cách thời sự chính xác của nó trên bình diện tín lý, cũng như thần học và mục vụ. Ở đây chỉ cần nêu lên vài thời điểm quan trọng. Thời gian giữa các năm 1920-1940 là giai đoạn đào sâu và hệ thống hóa đề tài Đức Maria là trung gian ơn thánh. Tiếp đến là các thình cầu định nghĩa tín lý long trọng về sự trung gian của Đức Maria được đệ trình công đồng Trung Vatican II hồi năm 1964 và tuyên ngôn của công đồng về vấn đề này. Năm 1978 đã có hội nghị thánh mẫu học quốc tế lần thứ hai về đề tài Đức Maria là đấng trung gian ơn thánh như đã được sống và đề nghị trong giáo hội ngày nay. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu lịch sử, từ vựng cũng như nội dung giáo lý do các thần học gia và huấn quyền đề ra liên quan tới vấn đề trung gian của Đức Maria. Tiếp đến là đề nghị một số viễn tượng thần học và mục vụ mới đã được Công đồng Trung Vatican II chỉ cho thấy, giúp đáp ứng các nhu cầu của nền văn hóa và sự nhạy cảm tôn giáo của chúng ta ngày nay một cách tốt đẹp hơn. Trước hết là lịch sử sự phát triển của đề tài Đức Maria là trung gian ơn thánh. Giáo lý về sự trung gian của Đức Maria đã chỉ được hệ thống hóa trên bình diện thần học trong hơn 60 năm qua. Nhưng tước hiệu Đức Mẹ là Đấng Trung Gian đã có các nội dung giáo lý chuyên biệt và chính xác, cũng như việc kêu cầu Đức Mẹ với tước hiệu diễn tả sự tin tưởng nơi sự trở che của Đức Mẹ là điều rất cổ xưa trong giáo hội. Chỉ cần nhớ tới bài Thánh Ca Sub Subtuum Presidium dưới sự bảo vệ của mẹ, mà giới chuyên viên cho rằng đã được sáng tác ra vào thế kỷ thứ ba và thứ tư, và nó diễn tả niềm tin của tín hữu nơi sự bầu cử của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Dưới sự thúc đẩy của các giáo phụ và các tiến sĩ giáo hội, niềm tin ấy ngày càng mang sắc thái chính xác hơn. Và vào cuối thế kỷ thứ sáu, tước hiệu đấng trung gian đã được dùng với các ý nghĩa ngày càng chuyên biệt và chính xác. Từ thế kỷ thứ 12 trở đi, Tước hiệu này ngày càng được dùng thường xuyên hơn, nhưng chỉ vào thế kỷ thứ 17, luận thuyết giáo lý về tước hiệu mới bắt đầu được diễn tả ra một cách thực sự riêng rẽ. Và sau cùng vào thế kỷ 20 mới có nhiều tác phẩm và bài viết trình bày nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria trong việc bầu cử và phân phát các ơn thánh cho tín hữu. Từ năm 1921 trở đi, trong khung cảnh dự án của giáo hội Bỉ, đối với việc định nghĩa tín lý về sự trung gian của Đức Maria đã có nhiều tác phẩm thần học có phẩm chất chào đời liên quan tới đề tài này và ngày càng nhiều hơn cho tới năm 1950. Trong năm 1921, Đức Hồng Y. Mercier, Tổng giám mục Malin, với sự cộng tác phụng vụ thần học của Đại học Louvain và sự ủng hộ của Hội đồng giám mục Bỉ, cũng như của nhiều dòng tu, tất cả hàng giáo sĩ và giáo dân đã xin tòa thánh phê chuẩn lễ kính Đức Maria là đấng trung gian và yêu cầu tòa thánh đưa ra định nghĩa tiến lý liên quan tới sự trung gian đại đồng của Đức Maria. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Benedicto XV chấp thuận cho các giáo phận tại Bỉ và tất cả các giáo phận nào làm đơn xin được phép cử hành lễ kính Đức Maria trung gian, nhưng không đưa ra định nghĩa tín lý. Các vị giáo hoàng đến sau cho đến Đức Pio 12 sẽ tiếp tục đường lối này, nhưng vấn đề thần học liên quan tới sự trung gian sẽ được thay thế bằng vấn đề thần học liên quan tới sự đồng công cứu chuộc và vấn đề linh hồn và xác lên trời, nhưng nó vẫn không mất đi tính cách cơ cấu và thời sự của nó. Trong giai đoạn trước khi chuẩn bị công đồng Trung Vatican II, tức giữa các năm 1959-1960, đã có 300 câu trả lời được gửi về tòa thánh từ phía các giám mục, các dòng tu và các đại học công giáo, đề nghị công đồng thảo luận về việc long trọng định nghĩa sự trung gian đại đồng của Đức Maria. Việc thỉnh cầu này không chỉ canh tân lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Mercier, nhưng còn trình bày tổng hợp của phong trào trung gian thánh mẫu của 80 năm qua nữa. Phong trào này đã thừa hưởng suy tư hệ thống hóa thần học các can thiệp chuyên biệt của huấn quyền giáo hoàng, của các công thức trong lễ nghi phụng vụ và sự phát triển của lòng sùng mộ và đạo đức bình dân diễn tả đôi khi một cách thái quá, một ý thức và sự tin tưởng vô bờ, nơi sự bầu cử hiện nay và nơi lòng xót thương ban phát ơn thánh của Mẹ Thiên Chúa. Công đồng Trung Vatican II đã không thể xem xét thỉnh cầu định nghĩa này nhưng đã đưa ra một giáo lý vững chắc và rõ ràng liên quan tới sự trung gian của Đức Maria trong việc ban phát ơn thánh cho các tín hữu. Tuy nhiên, trong phong trào trung gian thánh mẫu, cần phân biệt rõ ràng việc đào sâu và hệ thống hóa thần học phụng vụ với lòng đạo đức và thái độ sùng mộ bình dân. Thật thế, trong khi sự tin tưởng của tín hữu, nơi quyền năng của Đức Maria được diễn tả ra trong các kiểu sùng mộ bình dân nhiều khi quá đáng, thì việc suy tư thần học và các chỉ dẫn của huấn quyền duy trì được tính cách quân bình và ngày càng dựa trên các dữ kiện của mặc khải và sự tương tự nền tảng với mầu nhiệm sứ mệnh vĩ đại của Chúa Kitô trung gian. Liên quan tới từ vựng trong nền thần học tiền công đồng, các thần học gia từ Thánh Tô Ma Tiến Sĩ thay đổi giáo lý về Chúa Kitô trung gian như là đứng đứng giữa và có khả năng nối liền hai thái cực và áp dụng tước hiệu trung gian cho Đức Maria trong sự tương tự với tước hiệu trung gian mà Thánh Phaolô gán cho Chúa Kitô bằng cách cho tước hiệu này ý nghĩa của sự cộng tác vào công trình cứu chuộc khách quan được thực thi trong cuộc sống lịch sử trên trần gian này cũng như cho việc áp dụng hiện nay cho các hoa trái của ơn cứu độ chủ quan qua việc bầu cử và phân phát ơn thánh. Nhưng trong khi Chúa Kitô là vị trung gian duy nhất đối với cả hai đối tượng của ơn cứu độ bởi vì người là lý do chính độc lập tự đủ và cần thiết thì đức maria là đấng trung gian như là lý do phụ tùy thuộc không tự đủ và cần thiết một cách theo giả thuyết ban đầu tước hiệu trung gian đại đồng có nghĩa là sự cộng tác của đức maria vào việc thụ hưởng và phân phát tất cả các ơn thánh hiện nay ý nghĩa chuyên biệt này vẫn còn được một vài thần học gia chấp nhận trái lại đối với các người khác sự trung gian đại đồng của tất cả các ơn thánh ám chỉ sự cộng tác vào việc cứu chuộc khách quan nghĩa là vào việc áp dụng hiện nay các hoa trái của ơn thánh cho các cá nhân trong trường hợp thứ hai này tước hiệu trung gian đại đồng chỉ khác với tước hiệu của mẹ tinh thần mẹ của ơn thánh trên danh từ chứ không thật sự và sự trung gian đó đồng nghĩa với chức làm mẹ thiêng liêng của đức maria Dầu sao đi nữa, sự trung gian cũng như việc đồng cứu chuộc có cùng một nguồn gốc thần học. Sự cộng tác hiền mẫu liên tục của Đức Maria vào công trình cứu rỗi của Chúa Kitô từ biến cố truyền tin cho tới biến cố quang lâm của Chúa và có cùng một nền tảng duy nhất, sự kết hiệp của mẹ với con mình qua biến cố sinh ra trong công trình của lịch sử và sự hiệp nhất trong vinh quang. Qua biến cố hồn xác lên trời, và kết thúc công trình cánh chung sự trung gian và đồng cứu chuộc luôn luôn có tương quan với nhau tiếp nối nhau và diễn tả một cách tổng thể hai thời điểm trong chức làm mẹ tinh thần của đức maria đối với loài người hành động để chiếm hữu được ơn thánh và hành động để áp dụng hoa trái của ơn thánh đó cho từng người một cách riêng rẽ Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện Đức Maria đồng công cứu chuộc hay cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô con mẹ khiến cho mẹ thụ hưởng các ơn thánh và ban phát các ơn thánh cho tín hữu. Với tước hiệu là đứng trung gian đại đồng của mọi ơn thánh được huấn quyền giáo hoàng thừa nhận và được diễn tả ra trong các văn bản phụng vụ, sứ mệnh của Đức Maria là thụ đắp từ thiên chúa và phân phát cho con người mọi thứ ơn thánh từ các ơn thánh cần thiết cho đời tạm này cho tới các ơn thánh của sự cứu rỗi đời đời liên quan tới bản chất của sứ mệnh đó các chuyên viên thánh mẫu học đã đưa ra ba kiểu giải thích kiểu giải thích thứ nhất trình bày sứ mệnh trung gian của đức maria như là lý do tính hay ảnh hưởng luân lý trong nghĩa các công nghiệp và sự bầu cử của mẹ thúc đẩy thiên chúa ban ơn cho tín hữu hay sản xuất ra ơn thánh trong linh hồn tín hữu trong cách thế mà chỉ có thiên chúa biết và là lý do tức thì của ơn thánh và hành động của đức maria là lý do trung gian kiểu giải thích thứ hai trình bày sứ mệnh trung gian của đức maria như là lý do tính hay ảnh hưởng vật lý dụng cụ chuẩn bị cho ơn thánh sự trung gian của đức maria như là lý do dụng cụ hay chuẩn bị cho con người lãnh nhận ơn thánh hay tạo ra nơi tín hữu một tước hiệu đòi buộc phải có ơn thánh kiểu giải thích thứ ba diễn tả lý do tính vật lý dụng cụ làm nảy sinh ra ơn thánh trong nghĩa đức maria là dụng cụ trong bàn tay của thiên chúa đối với việc đổ xuống và sản xuất ra ơn thánh hay các ơn ích cho con người Kiểu giải thích thứ ba này phù hợp nhất với lòng tín thác của tín hữu công giáo. Theo đó mẹ Maria là đấng bầu cử quyền thế nhất và là đấng ban phát xót thương nhất mọi ơn thánh cho tất cả mọi người. Ở đây cần phải đưa ra vài nhận xét với óc phê bình liên quan tới từ vựng, nội dung và hướng đi thần học của vấn đề trung gian trước thời công đồng Trung Vatican II. Nhận xét thứ nhất, đó là trong hơn 60 năm qua, việc phát triển mạnh và hệ thống hóa nền thánh mẫu học hầu như xảy ra bên ngoài các lĩnh vực khác của nền thần học. Và tầm quan trọng của vấn đề Đức Maria Trung Gian được xem xét ngoài khoa cứu rỗi học trong bối cảnh đầy đủ hơn của nó. Sự kiện này đã đưa tới chỗ quá đề cao vấn đề thánh mẫu học và gây thiệt thòi cho lĩnh vực Kitô học, giáo hội học và thánh thần học nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ Maria đối với loài người đã hầu như thay thế hoạt động cứu rỗi hữu hiệu của Chúa Giêsu Kitô. Đôi khi bị các thần học gia nhìn trong viễn tượng giải thích và chéo với hoạt động của Đức Maria. Khi thiếu một khảo luận giáo hội học sâu xa liên quan tới bản chất, sứ mệnh cứu rỗi và mục đích của giáo hội, thì định hướng thần học về sự trung gian hầu như luôn luôn thiếu mọi chiều kích và sự quy chiếu giáo hội học cái nghèo nàn của sự phát triển giáo lý chung quanh con người của Chúa Thánh Thần, tình trạng bệnh địa phương trong nền thần học Latin đã tạo ra trong ngôn ngữ liên quan tới các nhiệm vụ trung gian của Đức Maria, việc dùng các từ vựng tự chúng là các từ vựng diễn tả Chúa Thánh Thần, và chúng có thể được gán cho người một cách thích hợp hơn như là đấng đồng công cứu chuộc thật sự, nguồn mạch đại đồng của ơn thánh vì là đấng ủi an là món quà mà Chúa Kitô đã để lại cho nhân loại. Tất cả những thiếu sót nền tảng này đã xác định một khuynh hướng chiều dọc thiếu quân bình để lại ảnh hưởng không chối cãi được trên lòng đạo đức bình dân của tín hữu công giáo và gây ra một sự chống đối hãnh diện nơi các anh em Kitô không hiệp nhất với giáo hội công giáo Roma. Nhận xét thứ hai, đó là sự trung gian của Đức Maria được nhìn trong góc cạnh tương tự với sự trung gian của Chúa Kitô và sự trung gian này được hiểu như là đồng nghĩa với ơn cứu rỗi và việc giải thoát khỏi sự giữ và tội lỗi trong chiều kích thần học như được chỉ cho thấy trong sách sáng thế và được khai triển trong vài văn bản các thư của Thánh Phaolô. Theo đó, con người vì tội nguyên tổ đã đánh mất ơn thánh và vì thế cần có một vị trung gian. Như vậy, cứu thoát loài người là công trình lịch sử của Chúa Kitô đấng đã cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, chiếm hữu được ơn thánh và tiếp tục áp dụng các hiệu quả của ơn thánh cho mọi người. Và tất cả những điều đó diễn tả sự trung gian của Đức Kitô giữa Thiên Chúa và loài người. Cho tới nay, vẫn còn thiếu việc đào sâu chuyên biệt của toàn sứ điệp Kinh Thánh, giúp phân tích và xác định các ý niệm thần học chính xác được chứa đựng trong các từ như trung gian, cứu độ, cứu chuộc. Một cách đặc biệt cần phải xác định quan niệm về sự trung gian trong tất cả các ý nghĩa phong phú của nó để có thể hiểu, dù chỉ trong sự tương tự, rằng có một khoảng cách vĩ đại giữa hành động và các công nghiệp của Chúa Kitô với hành động và các công nghiệp của Đức Maria. Nhận xét thứ ba, đó là sứ mệnh trung gian của Đức Maria đối với loài người sau khi mẹ đã hồn xác lên trời được trình bày như là một ơn được thỉnh thoảng ban cho loài người hơn là một hành động liên lỉ được Đức Maria thực thi trên chiều ngang đối với cuộc sống con người dù đã về trời mẹ vẫn dẫn thân nâng đỡ và thăng tiến sự phát triển và thánh hóa tất cả thực tại nhân loại bên trong dòng lịch sử và trên lộ trình của nó vấn đề trung gian của Đức Maria đã được các nghị phụ công đồng Trung Vatican II thảo luận và đào sâu một cách rộng rãi. Còn hơn thế nữa, nó đã là điểm được thảo luận kỹ nhất trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, dành riêng để trình bày giáo lý về Đức Maria. Nhưng đối với đề tài phong phú được các thần học gia tìm hiểu và được huấn quyền và phụng vụ chú ý, công đồng duy trì ý hướng mục vụ mà không đưa ra các định nghĩa tín lý cũng như không can thiệp vào các vấn đề thần học còn đang được thảo luận. Ngoài ra, công đồng cũng chú ý tới các tương quan đại kết và dùng một thứ từ vựng chắc chắn và đại đồng hơn để không tạo ra căng thẳng với các giáo hội Kitô khác. Liên quan tới các nội dung giáo lý, công đồng chỉ hạn chế trong việc công bố các yếu tố nòng cốt đã được đào sâu một cách kỹ lưỡng, và được coi như là chung cho đức tin của giáo hội. Ngoài ra, công đồng đề nghị các xác định thần học và phương pháp học đích thật liên quan tới đề tài Đức Maria là đấng trung gian. Đối với từ vựng, chương 8 của Hiến chế về giáo hội bỏ các tước hiệu thường được gán cho Đức Maria như đấng trung gian, đấng đồng công cứu chuộc, cũng như các từ trung gian và đồng cứu chuộc như được hiểu và sử dụng trong suy tư thần học thời tiền công đồng thay vào đó tài liệu công đồng thích dùng các tước hiệu như nữ tỳ của chúa con gái sion mẹ đấng cứu thế người cộng tác của đấng cứu độ còn công trình của đức maria thì được diễn tả như nhiệm vụ hiền mẫu đối với loài người chức làm mẹ trong chương trình ơn thánh nhiệm vụ cứu rỗi phụ thuộc như vậy các lý do chuyên biệt và có sức thuyết phục đều có tính cách mục vụ và đại kết đã khiến cho công đồng không dùng loại từ vựng thông thường nhưng đồng thời công đồng cũng lo lắng cống hiến một giáo lý có thể chấp nhận được đối với toàn dân chúa với các từ vựng không dẫn đưa tới các lẫn lộn hay sai lạc có thể xảy ra khi các từ vựng ấy bị giải thích không đúng với nội dung của chúng liên quan tới giáo lý tài liệu công đồng đã cống hiến cho đề tài trung gian ba nét phong phú thứ nhất là việc chính thức long trọng tuyên bố nhiệm vụ làm mẹ của đức maria đối với nhân loại thứ hai là đề ra các tiêu chuẩn giúp hiểu nhiệm vụ hiền mẫu ấy của mẹ và thứ ba là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh trung gian của đức maria Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 8 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, công đồng Trung Vatican II đã cô động giáo lý về Đức Maria và vai trò của mẹ trong lịch sử cứu rỗi. Liên quan tới các nội dung giáo lý, công đồng chỉ hạn chế trong việc công bố các yếu tố nòng cốt đã được đào sâu một cách kỹ lưỡng và được coi như là chung cho đức tin của giáo hội. Ngoài ra công đồng đề nghị các xác định thần học và phương pháp học đích thật liên quan tới đề tài Đức Maria là đấng trung gian. Đối với từ vựng, chương 8 của hiến chế về giáo hội bỏ các tước hiệu thường được gán cho Đức Maria như đấng trung gian, đấng đồng công cứu chuộc, cũng như các từ trung gian và đồng cứu chuộc, như được hiểu và sử dụng trong suy tư thần học thời tiền công đồng. Thay vào đó tài liệu công đồng thích dùng các tước hiệu như nữ tỳ của Chúa con gái sion mẹ đấng cứu thế người cộng tác của đấng cứu độ còn công trình của đức maria thì được diễn tả như nhiệm vụ hiền mẫu đối với loài người chức làm mẹ trong chương trình ơn thánh nhiệm vụ cứu rỗi phụ thuộc như thế các lý do chuyên biệt và có sức thuyết phục đều có tính cách mục vụ và đại kết đã khiến cho cộng đồng không dùng loại từ vựng thông thường nhưng đồng thời công đồng cũng lo lắng cống hiến một giáo lý có thể chấp nhận được đối với toàn dân chúa với các từ vựng không dẫn đưa tới các lẫn lộn hay sai lạc có thể xảy ra khi các từ vựng ấy bị giải thích không đúng với nội dung của chúng liên quan tới giáo lý tài liệu công đồng đã cống hiến cho đề tài trung gian ba nét phong phú thứ nhất là việc chính thức long trọng tuyên bố nhiệm vụ làm mẹ của đức maria đối với nhân loại Thứ hai là đề ra các tiêu chuẩn, giúp hiểu nhiệm vụ hiền mẫu ấy của mẹ. Và thứ ba là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh trung gian của Đức Maria. Nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria đối với loài người đã được chương 8 công bố rõ ràng và lập đi lập lại nhiều lần. Lý do là vì Đức Maria không chỉ là mẹ của Đức Giêsu là đầu giáo hội, mà cũng bởi vì mẹ đã cộng tác với tình bác ái vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội và thực sự là mẹ của các chi thể Chúa Kitô. Trong sự cộng tác đó, Đức Maria đã không chỉ là dụng cụ thụ động trong tay Thiên Chúa mà cũng đã cống hiến một phần đóng góp có trách nhiệm và tích cực qua việc phục vụ được diễn tả ra một cách tự do và với đức tin, đức cậy và đức mến chức làm mẹ tinh thần ấy của Đức Maria không chỉ hạn hẹp trong sự cộng tác lịch sử của mẹ vào công trình của Chúa Kitô như là mẹ, là cộng sự viên và là nữ tỳ. Nghĩa là không chỉ cộng tác vào việc chiếm hữu ơn thánh, nhưng còn kéo dài cả sau khi mẹ đã hồn xác lên trời nữa, cho tới ngày các tín hữu được đội chiều thiên vinh hiển. Sự cộng tác đó được biểu lộ ra qua việc bầu cử đa diện để chiếm hữu được các ơn của sự cứu rỗi đời đời cho loài người, cũng như qua sự săn sóc hiền mẫu của mẹ đối với các con cái mẹ đang còn gặp hiểm nguy và các khó khăn vất vả trong cuộc sống trên trần gian này. Mặc dù trình bày nhiệm vụ hiền mẫu này của Đức Maria như là sứ mệnh cứu rỗi, công đồng Trung Vatican II đã cố ý tránh nói về sự cần thiết vật lý hay luân lý của nó liên quan tới sự bầu cử và ban phát tất cả các ơn thánh. Như thế là vừa để khỏi làm nảy sinh ra các lẫn lộn với sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô, vừa để không trao ban giá trị cho các lập trường thần học còn đang được thảo luận. Liên quan tới bản chất, mục đích và tầm quan trọng sứ mệnh là mẹ của Đức Maria, chương 8 của tài liệu công đồng đã đề ra các tiêu chuẩn giáo lý soi sáng mọi nghiên cứu và đào sâu liên quan tới sự thật này mà giáo hội không sợ hãi thừa nhận một cách chính thức. Tiêu chuẩn nền tảng đã được Thánh Phaolô loan báo và được công đồng lấy lại, đó là Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Vì thế không có thụ tạo nào có thể so sánh với ngôi lời nhập thể và là đấng cứu độ và mọi cộng tác của con người vào công trình cứu độ của người đều được hiểu như là tham dự vào và được gợi lên bởi suối nguồn duy nhất là sự trung gian của Chúa Giêsu Kitô. Hiệu quả là nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria không làm suy giảm và che mờ sự trung gian của Chúa Kitô là trung gian duy nhất, nhưng cho thấy sự hữu hiệu của sự trung gian đó đối với con người, chứ không phải khiến cho sự trung gian ấy được hữu hiệu. Dầu thế nào đi nữa, sự cộng tác của Đức Maria luôn luôn được hiểu như không lấy mất đi hay thêm gì hết vào phẩm chất và sự hữu hiệu của đấng trung gian duy nhất là Chúa Kitô. Có một tiêu chuẩn khác nữa được công đồng chỉ cho thấy, đó là lời tuyên bố rằng không có ảnh hưởng cứu rỗi nào của Đức Maria là tuyệt đối cần thiết hay được đặt như định đề bởi bản chất của các sự việc, nhưng nảy sinh từ lòng lành tự phát của Thiên Chúa, vọt lên từ các công nghiệp của Chúa Kitô và dựa trên sự trung gian của người tùy thuộc người tuân phục người và kín múc từ đó mọi sự hữu hiệu như vậy như là việc cộng tác vào công trình của chúa kitô ảnh hưởng của đức maria không được hiểu như là cần thiết giữa chúa kitô và các tín hữu nó không cản ngăn sự hiệp nhất tức thì của tín hữu với chúa kitô trái lại còn làm cho nó được dễ dàng hơn và thăng tiến nó như vậy hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria không thể được coi như là một bậc ở giữa Chúa Kitô và các tín hữu, nhưng như là việc gia tăng sức mạnh cho các tín hữu để họ có thể bước vào trong sự hiệp thông sự sống và ơn cứu độ với Chúa Kitô đấng trung gian một cách dễ dàng hơn. Tiêu chuẩn thứ ba được công đồng Trung Vatican II đưa ra đó là khẳng định nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria không phải là một sự kiện cứu rỗi duy nhất mà là phần của thực tại tươi vui vô biên của việc cộng tác của thụ tạo vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Chính sự trung gian của Chúa Kitô gợi lên và hướng dẫn sự cộng tác ấy của con người. Tuy nhiên, sự cộng tác của Đức Maria khác với sự cộng tác của các thụ tạo khác, không phải trong bản chất, cho bằng trong mức độ và cách thức vì thế chúng ta có thể nói rằng sự cộng tác đó của Đức Maria là một sự cộng tác cao cả và đặc biệt. Điểm thứ ba đáng chú ý trong tài liệu của Công đồng Trung Vatican II đó là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh của Đức Maria. Chiều kích mới mẻ này nảy sinh từ mầu nhiệm của chính giáo hội, được nhìn trong con đường lịch sử khó khăn của mình và trong việc hiện thực chính mình trong vương quốc cánh chung của Thiên Chúa có điều chắc chắn là công đồng đã không có ý trình bày một cách rốt ráo đề tài này trong khung cảnh của việc chiếm hữu được các ơn thánh và áp dụng các ơn thánh đó cho tín hữu công đồng cũng đã không muốn chỉ đề cập đến nó như là vấn đề hoàn toàn thân thiết và riêng tư của từng cá nhân nhưng đã muốn mở ra một viễn tượng rộng rãi hơn và sâu xa hơn đó là vấn đề liên quan tới toàn thể giáo hội được hiểu như là một gia đình và là dân chúa trong tương quan với Đức Maria. Và đây là chiều kích cần được trình bày. Như đã nói, chương 8 hiến chế Lumen Gentium về giáo hội của công đồng Trung Vatican II đã cho vấn đề trung gian của Đức Maria một khúc rẽ mới liên quan tới từ vựng cũng như các nội dung và phương pháp trình bày. Đối với huấn quyền giáo hoàng, các thần học gia và các chủ chăn, tài liệu này của công đồng cũng ghi dấu một viễn tượng mới trong đó nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria được nhìn dưới khía cạnh vì lợi ích cho loài người. Theo định hướng như đã được công đồng đề nghị và được Đức Giáo Hoàng Phaolô Lô Sáu đào sâu trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria, và để đáp ứng các đòi hỏi của sự nhạy cảm hiện nay và của nền văn hóa hiện đại, có lẽ cần giải thích lại mầu nhiệm Chúa Kitô trong phẩm chất là vị trung gian, là đấng cứu thế, là đấng cứu độ và song song đọc hiểu trở lại sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Từ đó chúng ta có thể tìm hiểu các viễn tượng mới cho vấn đề như viễn tượng giáo hội, lịch sử cứu rỗi và nhân trùng học. <laughs> thưa quý vị, thưa các bạn, để hiểu rõ hơn sự trung gian cứu độ của Chúa Kitô và sự trung gian của Đức Maria trong việc ban phát các ơn thánh cho tín hữu, tưởng nên duyệt xét lại ý nghĩa của vài từ vựng thần học như sự trung gian, sự cứu rỗi, ơn cứu độ và nhiệm vụ hiển mẫu của Đức Maria. Bình thường trong ngôn ngữ của huấn quyền, huấn quyền giáo hoàng cũng như huấn quyền của công đồng, và trong ngôn ngữ phụng vụ và thần học nói chung, các tước hiệu đấng cứu thoát, đấng trung gian, đấng cứu độ luôn luôn được dùng hầu như đồng nghĩa với nhau để ám chỉ hoạt động Chúa Kitô đã làm trong cuộc đời dương thế của người và tiếp tục làm để cứu rỗi loài người sau khi người sống lại. Sự cần thiết và hữu hiệu của hành động đó được đọc trong viễn tượng cứu rỗi của Thánh Kinh Cựu Ước và được vài văn bản Tân Ước nêu bật. Con người trong tình trạng tội lỗi sau khi Adam phạm tội cần có ơn thánh và sự cứu thoát và chỉ có Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất có thể cứu rỗi con người khỏi tội lỗi và cái chết và như thế cứu thoát con người qua ơn thánh. Hướng đi thần học này hầu như không bao giờ trở thành phong phú với các yếu tố mặc khải khác như các yếu tố có chiều kích cứu rỗi, khôn ngoan được Thánh Phaolô và Thánh Gioan khai triển hay lấy lại từ các bài thánh ca Kitô học được Kitô hữu giáo hội thời khai sinh sáng tác. Đó là các bài thánh ca Kitô học trong chương 1 câu 3 tới 14 thư gửi tín hữu Êphêso, chương 2 câu 5 tới 11 thư gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 13 tới 20 thư gửi tín hữu Colosse, chương 1 câu 1 tới 18 phúc âm thánh Gioan và chương 22 sách Khải Huyền. Thật vậy, trong các văn bản này nổi bật lên hướng đi dễ tin hơn của chương trình cứu độ và chúng minh nhiên các định đề mới giúp chúng ta đào sâu hơn và xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của các tước hiệu trung gian, cứu thoát và cứu độ được gán cho Chúa Kitô. Trước hết là sự phân biệt giữa chương trình cứu rỗi đã có từ đời đời và chỉ do Thiên Chúa đề xướng. Với lịch sử cứu rỗi trong dòng thời gian, trong thụ tạo, và cũng bao gồm sự cộng tác của con người. Đây là điều có thể nhận ra một cách rõ ràng trong bài Thánh ca Kitô học, chương 1 thư gửi tín hữu Êphêso. Phần đầu của bài thánh thi, các câu từ 3 tới 6, trình bày chương trình từ đời đời của Thiên Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần trong Đức Kitô người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Phần 2 của bài thánh thi, các câu 7 đến 14 là lịch sử chương trình cứu độ trong dòng thời gian hướng về thời cánh chung và có sự cộng tác của con người. Trong thánh tử nhờ máu thánh tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Phần cuối cùng của bài Thánh Thi nói về sự cộng tác của con người vào chương trình tình yêu cứu rỗi ấy. Trước hết là các tông đồ rồi tới các tín hữu. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn thánh thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta. Chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Ngoài ra bài thánh thi nói trên cũng cho thấy trong chương trình của Thiên Chúa và trong lịch sử còn có tương quan rất chặt chẽ giữa con Thiên Chúa và toàn thụ tạo nữa. Đó là tương quan lý do, mục đích và tính cách nòng cốt, không phải chỉ cho con người mà Chúa Kitô là hình ảnh, mẫu gương và sự sống mà đối với mọi thụ tạo hiện hữu. Sau cùng con Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo thành tất cả nhưng cũng là đấng ngay từ ban đầu đã nắm trách nhiệm dẫn đưa con người và thụ tạo tới mục đích cứu độ và vinh quang mà Thiên Chúa đã muốn và ngay từ ban đầu người đã để cho mình liên lụy. Các yếu tố tân ước này giúp chúng ta đề ra một hướng đi mới cho mầu nhiệm của Chúa Kitô và dưới ánh sáng của chúng có thể đưa ra một giải thích đầy đủ hơn về các từ như trung gian, cứu thoát và cứu độ. Trước hết là từ trung gian trong viễn tượng cứu thế khôn ngoan của thánh kinh Tân Ước, con người và công trình của Chúa Kitô có thể khiến cho chúng ta nghĩ tới một sự trung gian với nhiều cách thức và nội dung khác nhau giữa sự vĩnh cửu và thời gian lịch sử, giữa thiên tính và nhân tính. Thật thế, ngay từ đời đời toàn chương trình tạo dựng của Thiên Chúa và số phận của loài thụ tạo đã được tập trung nơi ngôi lời của Thiên Chúa và nhờ người mà mọi vật được tạo thành. Trong cử chỉ tạo thành là lúc đầu tiên của bản thể và hoạt động của một sự trung gian của ngôi lời, giữa ý chí tạo dựng của Thiên Chúa và các thụ tạo được sinh vào sự sống nhờ người và cho người và hiện hữu trong người. Trong loại trung gian này, ngôi lời cũng là kiểu đầu và là hình ảnh cuối cùng của con người đích thật, xét vì Adam đã được dự phóng cho người là người và là con Thiên Chúa ngay từ khi tạo dựng toàn thụ tạo và lịch sử nhân loại đã được phó thác cho con thiên chúa đấng đã để cho mình liên lụy với nhân loại bằng cách tự ý lựa chọn sống vâng lời và hướng dẫn nhân loại trên con đường tiến triển và soi sáng cho nó trong bóng tối của tội lỗi với biến cố nhập thể làm người đã bắt đầu một hình thức trung gian mới thân tình và hữu hiệu hơn đối với thụ tạo và lịch sử loài người trong nghĩa nó hoạt động từ bên trong thế hệ loài người thật vậy khi trở thành người ngôi lời thiên chúa đưa bản chất con người lên tới sự kết hiệp sâu xa với thiên chúa bằng cách trải dài ra tới tất cả mọi người phẩm giá là con cái thiên chúa và thông truyền cho họ sự phong phú của thần khí người khi lên trời ngôi lời cũng đem chính bản tính nhân loại đó lên trong vinh quang của thiên chúa bằng cách thực hiện gương mặt cánh chung của con người gương mặt mà cho nó toàn nhân loại đã được tạo thành như là điểm cuối cùng. Từ biến cố lên trời cho tới biến cố quang lâm, sự trung gian của Chúa Kitô đã chấp nhận một hình thức mới mẻ và một khía cạnh mới mẻ khác nữa. Đó là người hướng dẫn một cách hữu hiệu sự biến đổi từ từ của vũ trụ và việc thăng tiến lịch sử trong cương vị là Chúa, là Thượng Tế và là Trạng Sư đối với mọi thụ tạo Chính vì thế Thánh Phaolô mới kêu gọi tín hữu Xê như sau: Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng trung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái. Trong thánh tử ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Trong ngày người quang lâm, tức ngày trở lại trong vinh quang, Chúa Kitô sẽ khiến cho mọi anh em mình trỗi dậy, vinh danh họ theo hình ảnh người và đặt để dưới chân Thiên Chúa toàn vũ trụ đã được biến đổi và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người, cả sự trung gian hoạt động của người cũng sẽ chấm dứt. Nhưng sự trung gian bản thể học của người sẽ không bao giờ cùng vì vẫn là Thiên Chúa con người đến từ đời đời, người sẽ tiếp tục diễn tả ý nghĩa chính bản chất của sự khác biệt và hiệp thông hoàn thiện hơn giữa thiên chúa và thụ tạo kính thưa quý vị, thưa các bạn, đọc lại lịch sử công trình cứu độ của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra sự trung gian của người có nhiều cách thức và ý nghĩa nội dung khác nhau, tùy theo các biến cố trong cuộc đời người. Chương trình của toàn việc tạo dựng của Thiên Chúa đã là dự án cứu rỗi và lịch sử của việc tạo dựng ngay từ đầu. Đó là lịch sử cứu độ. Để có thể được hiện thực trong giai đoạn cuối cùng của nó, toàn vũ trụ trong đó có gia đình nhân loại đã được tín thác cho Chúa Kitô cứu thế, như nhân vật chính có trách nhiệm cũng như được tín thác cho sự cộng tác tùy thuộc của các thụ tạo. Như thế ơn cứu rỗi không chỉ liên quan tới loài người mà cũng liên quan tới toàn thụ tạo nữa và mọi thụ tạo đều có số phận cánh chung. Tiến trình lịch sử của việc tạo dựng và cứu rỗi sẽ kết thúc với biến cố Chúa Kitô quang lâm khi người trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết và chỉ khi đó mọi thụ tạo mới đạt tới tình trạng cuối cùng hoàn thiện là đích điểm đã được thiên chúa muốn và nhờ công trình của đấng được đặt lên làm người thăng tiến và cứu rỗi ngay từ đầu liên quan tới con người ơn cứu rỗi đã không bắt đầu với lời thiên chúa hứa sau khi con người phạm tội mà đã bắt đầu trong chính hành động sáng tạo với mục đích cứu rỗi và không thể bị thu hẹp trong ý nghĩa chuộc khỏi tình trạng tội lỗi và canh tân ơn thánh bởi vì điều này sẽ có nghĩa là hạn chế ý niệm cứu rỗi vào chiều kích tinh thần trong khi nó phải lôi cuốn toàn con người xác hồn tâm sinh vật thể lý và tinh thần như là một bản vị và như là thành phần của xã hội như là thiên nhiên và lịch sử ơn cứu rỗi bao gồm mọi chiều kích nòng cốt và hiện sinh nhân chủng tinh thần lịch sử và xã hội của nó như thế adam cả trước đó nữa và cả khi không có tội tổ tông, cũng đã chưa được cứu rỗi một cách hoàn toàn bởi vì chưa đạt tới hình ảnh vĩnh viễn mà Chúa Kitô vinh hiển diễn tả. Ý niệm tràn đầy về sự cứu rỗi nhân loại bao gồm ít nhất ba yếu tố nền tảng. Thứ nhất là sự giải phóng, thứ hai là việc thăng tiến, và thứ ba là sự hiệp thông. Để được cứu rỗi, trong lĩnh vực tinh thần, con người phải được giải phóng khỏi tội lỗi và khỏi tất cả mọi hậu quả tàn hại của nó trên bình diện nhân chủng nó cũng phải được giải thoát khỏi các hạn hẹp và các điều kiện của thân xác và linh hồn lý trí trên bình diện lịch sử và xã hội con người cũng cần phải được giải thoát khỏi những trì trệ sai chạy hèn hạ do lịch sử và tổ chức cộng đoàn gây ra thứ hai là thăng tiến để được cứu rỗi con người phải phát triển tất cả mọi khả năng và phẩm chất tự nhiên tâm lý và tinh thần cũng như mọi tiềm năng cá nhân và xã hội thứ ba là sự hiệp thông nghĩa là sự kết hiệp của con người với thiên chúa qua nhiều mức độ tiệm tiến khác nhau của hành động nâng cao của ơn thánh sự hiệp thông này sau cùng đưa con người tới chỗ kết hiệp hoàn toàn với chính cuộc sống của thiên chúa là cuộc sống vinh hiển chỉ có Chúa Kitô mới thành toàn ơn cứu rỗi con người trong sự toàn diện của các ý nghĩa này mà thôi. Thật thế, như con Thiên Chúa từ hành động tạo dựng con người vào lúc trong đó chính người đã làm người, Chúa Kitô đã làm cho cảm thấy sự hiện diện cao cả của người bằng cách hướng dẫn và gia tăng sức mạnh, giúp hướng tới biến cố cứu độ nhập thể vào sự sống và lịch sử loài người. Khi làm người, khi sống các hạn hẹp của cuộc sống con người, đau khổ, vâng lời và chết đi, sống lại và lên trời vinh hiển, Chúa Kitô đã thực hiện toàn lộ trình của ơn cứu rỗi từ bên trong cuộc sống nhân loại. Với biến cố lên trời, trong khi chờ đợi ngày trở lại vinh quang và ban vinh quang qua sự hiện diện bí tích, người làm cho công trình cứu rỗi các anh em khác được trường tồn trong giáo hội và qua giáo hội trong công trình cứu rỗi liên tục và đa diện của ngôi lời Thiên Chúa là Chúa và là Đấng Cứu Thế, Đức Kitô đã luôn luôn khơi dậy và tiếp tục khơi dậy giữa loài người sự cộng tác của con người, phụ thuộc công trình cứu độ của Thiên Chúa, là Đấng trong một cách thức nào đó làm cho tín hữu được đồng tham dự vào ơn cứu rỗi của họ và ơn cứu rỗi của toàn vũ trụ. Khi được nhìn như thế, sự cứu rỗi bao gồm toàn vòng cung lịch sử hoạt động trung gian của Chúa Kitô và trong nội dung được đồng hóa với nó. Nhưng trong khi sự trung gian có một khía cạnh bản thể học vĩnh cửu, nghĩa là trước thời gian và sau ngày quang lâm, thì sự cứu rỗi là một thực tại được gói ghém trong bối cảnh của việc tạo dựng và của lịch sử, và xác định các ý nghĩa của nó. Nó có một khởi đầu và một kết thúc, trong khi sự trung gian thì vĩnh cửu. Ý niệm thứ ba là ơn cứu độ. Duyệt xét trong ý niệm rộng rãi của ơn cứu rỗi và lịch sử của nó, ơn cứu độ có một ý nghĩa chuyên biệt và nhấn mạnh một lãnh vực được xác định. Dầu sao đi nữa, nó cũng được hiện thực một cách hoàn toàn trong vòng cung lịch sử cuộc sống của Chúa Kitô giữa lúc nhập thể và lúc lên trời, và như thế làm thành khía cạnh ý nghĩa nhất và xít sao nhất công trình trung gian vĩ đại của người ơn cứu độ được hiểu như là việc chuộc nhân loại khỏi tình trạng tội lỗi đã xảy ra với sự sa ngã phạm tội của nguyên tổ adam và liên quan tới mọi người xuất thân từ adam như là việc canh tân nòng cốt sự hiệp thông giữa thiên chúa và nhân loại qua ơn thánh nó chính là tâm điểm của sự trung gian nhưng có các đường nét và ý nghĩa được xác định rõ ràng sự trung gian đó chỉ liên quan tới loài người. Chúa Kitô là Adam mới qua sự vâng phục được diễn tả ra với Thiên Chúa Cha trong tất cả tình trạng và cuộc sống lịch sử của người trên trần gian. Người cứu chuộc tất cả mọi người khỏi tình trạng tội lỗi nguyên thủy này và làm chảy tràn đầy vào trong họ ơn thánh của Thiên Chúa. Ơn thánh đó thánh hóa và tái lập sự hòa hợp tương quan giữa Thiên Chúa Cha và các con cái của người. Tương quan hòa hợp đã có từ thời tạo dựng và được hiện thực trong con người như là của đầu mùa và là dấu chỉ hữu hiệu vinh quang mà tất cả mọi người đều được mời gọi nhận lãnh vì hiệu quả công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Thời điểm triệt để này của ơn cứu rỗi con người khỏi tình trạng tội lỗi đã được Chúa Kitô lịch sử thành toàn một cách trọn vẹn với tất cả thực tại cuộc sống và điều kiện là người của người từ việc được thụ thai sinh ra cho tới khi chết đi sống lại và lên trời thật vậy mỗi một thời điểm kể trên đều có mục đích cứu chuộc con người và mang một ý nghĩa và một tiêu đích thật sự tiêu biểu và toàn vẹn chỉ các hiệu quả của ơn cứu độ này sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người cho tới tận thế nhưng tự nó ơn cứu độ đã được thành toàn trong bối cảnh thần học tổng quát hơn, nòng cốt của ơn cứu độ được cảm thấy trong ý nghĩa pháp lý của việc trả tiền chuộc. Khi chịu đau khổ và chết trên thập giá, Chúa Kitô đã trả giá chuộc con người khỏi tội lỗi bằng máu và sự sống của người. Vì thế, tất cả giá trị hình thái của công trình cứu độ của người, nghĩa là tất cả sự hữu hiệu của nó, được diễn tả ra trong khi người chịu khổ nạn và chết đi. Chúng ta không chối bỏ rằng các thời điểm này được coi như tiêu biểu của ơn cứu độ con người, nhưng không phải một mình và không như giá cả của việc chuộc lại. Tất cả thực tại nhân loại bao gồm việc nhập thể là biến cố có một ý nghĩa cứu độ, và trong sự nhập thể ấy có sự vâng phục của Chúa Kitô là yếu tố hình thái đích thật như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ trở nên người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Sự vâng phục này được hiểu như việc Chúa con tự do lựa chọn thực hiện chương trình từ đời đời của Thiên Chúa Cha, cho tới sự đau khổ tột cùng và sự hổ nhục của cái chết nhuốc nhơ trong lịch sử do loài người gây ra nếu cuộc khổ nạn và cái chết thực sự là ý nghĩa của dấn thân vâng lời ấy thì cũng không kém ý nghĩa việc tự ý lựa chọn dìm ngập thiên tính trong điều kiện nô lệ của loài người và sống cuộc đời nô lệ ấy trong tất cả mọi chiều kích của nó cũng như đối với sự cứu rỗi đối với ơn cứu độ Chúa Kitô cũng khơi dậy nơi con người một sự cộng tác khác có chia sẻ. Trong sự cộng tác ấy, nổi bật sự cộng tác của Đức Maria là mẹ và là người cộng tác cao vời nhất và đặc biệt nhất của đấng cứu độ và là mẹ của tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự trung gian của Đức Maria trong lịch sử cứu độ bắt nguồn từ chức làm mẹ Chúa Giêsu và mẹ nhân loại. Nhiệm vụ làm mẹ nhân loại đã được chính Chúa Giêsu trao cho Đức Mẹ trước khi tắt thở trên thập giá, như kể trong Phúc âm Thánh Gioan chương 19, các câu 26, 27. Trong số 62 hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, công đồng Trung Vatican II khẳng định rằng không có thụ tạo nào có thể sánh với ngôi lời nhập thể và là đấng cứu độ. Đặc biệt khi hiểu trong sự tràn đầy các ý nghĩa và tầm mức hoạt động trung gian của người. Nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria đối với loài người, nghĩa là mọi khía cạnh các hoạt động trung gian của mẹ luôn luôn được kể vào việc cộng tác của con người do Chúa Kitô khơi dậy và tùy thuộc Chúa Kitô và ở trong khuôn khổ công trình giải thoát và cứu chuộc do Chúa Kitô thành toàn từ lúc nhập thể cho tới ngày cuối cùng của biến cố Quang Lâm. Trong toàn khung cảnh lịch sử cứu độ đó, cả khi được thấy và báo trước trong chương trình đời đời dọc dài các thế kỷ, từ thời thiên đàng dưới thế, Đức Maria trở thành thực tại hoạt động hữu hiệu từ lúc mẹ nói lên sự đồng ý của mình trong biến cố truyền tin và chính với sự đồng ý ấy, mẹ trở thành người hoạt động hiệu năng trong bàn tay của Thiên Chúa đối với sự cộng tác cao vời đặc biệt vào công trình cứu độ của Chúa Kitô. Sự cộng tác ấy vẫn tiếp tục tỏ hiện qua sự bầu cử đa dạng của mẹ đối với ơn cứu rỗi của các con cái mẹ sau khi mẹ hồn xác lên trời. Tuy nhiên trong lãnh vực ơn cứu rỗi từ thời tạo dựng cho đến khi Chúa Kitô nhập thể, đã không có sự cộng tác nào của mẹ và cũng không có gì có thể khiến cho chúng ta nghĩ tới một ảnh hưởng chuyên biệt của mẹ đối với ơn cứu rỗi của vũ hoàn có bối cảnh chuyên biệt hơn để đọc hiểu nhiệm vụ hiền mẫu của đức maria đối với loài người trong tất cả ý nghĩa thần học của nó và ý nghĩa của ơn cứu độ như là mẹ cũng như là đấng cộng tác của chúa cứu thế đức maria đã thực sự cộng tác để loài người được giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi và được bước vào con đường dẫn tới ơn cứu độ đức maria đã dấn thân với ý thức và tinh thần trách nhiệm trong các thời điểm chính của cuộc sống lịch sử và công trình của đấng cứu độ bằng cách diễn tả với đức tin tình yêu việc phục vụ và sự vâng lời một sự cộng tác sâu xa của thụ tạo vào công trình cứu rỗi và vì thế mẹ thật xứng đáng được gọi là mẹ loài người. Đây là nhiệm vụ và tước hiệu mà mẹ vẫn duy trì sau khi hồn xác lên trời vinh hiển bằng cách bầu cử và ban phát các ơn thánh cho sự cứu rỗi của các em Chúa Kitô, con mẹ và với sự lo lắng hiền mẫu, mẹ trợ giúp họ là những người đang còn phải trải qua cuộc sống đầy nguy hiểm, khốn khó, mệt nhọc và tai ương trên trần gian này tuy nhiên phần đóng góp của mẹ hiện nay cho ơn cứu rỗi của con người còn vượt xa hơn tất cả những điều đó nó trải dài ra trên tất cả mọi hình thức phát triển và thăng tiến cuộc sống và việc thăng tiến nhân chủng xã hội giáo hội dẫn đưa con người tới chỗ hiện thực chính mình một cách toàn diện như là con cái của thiên chúa và dẫn đưa giáo hội tới chỗ cụ thể hóa chính mình như là dân của thiên chúa Nhiệm vụ làm mẹ đó của Đức Maria không chỉ được diễn tả ra như là sự trợ giúp từ trên cao, mà còn hơn thế nữa như là sự hiện diện, sức mạnh, sự hướng dẫn hiền mẫu giữa lòng nhân loại trên con đường lịch sử hướng tới số phận sau hết của mình. Chúng ta cũng đồng ý với công đồng Trung Vatican II, tuy không trình bày các đề tài trung gian, sự cứu rỗi, ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn một cách có hệ thống, và đến nơi đến chốn nhưng khi đề cập tới sự cộng tác của Đức Maria thì đã lồng khung sự cộng tác ấy của mẹ vào trong lịch sử cứu độ nghĩa là vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô cứu thế và đấng cứu độ và của giáo hội là bí tích của sự cứu rỗi và ơn cứu độ và để theo đuổi chân lý và tránh sự giải thích hàm hồ công đồng đã thích gọi công trình của đức maria là nhiệm vụ hiền mẫu của đức maria đối với con người hơn là sự trung gian sự cộng tác vào việc cứu độ hơn là đồng cứu chuộc công đồng cũng thích gọi đức maria với các tước hiệu người cộng tác của đấng cứu độ mẹ loài người mẹ của ơn thánh hơn là với các tước hiệu hàm hồ đấng trung gian và đấng đồng công cứu chuộc có thể bị giải thích một cách sai lạc từ những gì trình bày cho tới nay chúng ta có các viễn tượng mới trên bình diện mục vụ để cho mầu nhiệm phận vụ hiền mẫu của đức maria trong môi trường lịch sử cứu rỗi và ơn cứu độ con người duy trì được và diễn tả một cách hiệu nghiệm tính cách thời sự của nó cả đối với thế giới ngày nay cần phải đọc hiểu nó trở lại trong các viễn tượng mới nảy sinh từ việc đào sâu thần học về mầu nhiệm giáo hội từ các khía cạnh của nền thần học nhân chủng, từ đòi hỏi của các khoa học nhân văn và khoa học lịch sử của thời đại chúng ta đã được tiếp nhận trong chương 8 của Hiến chế Lumen Gentium về giáo hội và đã được trình bày rõ ràng và giải thích một cách sâu rộng hơn trong tài liệu về lòng sùng kính mẹ Maria. Các viễn tượng này không thể thay thế nhưng kiện toàn và hiện thực các viễn tượng của thánh mẫu học truyền thống có thể giản lược chúng thành ba viễn tượng chính viễn tượng giáo hội học viễn tượng lịch sử cứu rỗi viễn tượng nhân chủng ba viễn tượng này diễn tả nỗ lực thần học mới nhất trong việc giải thích các văn bản thánh mẫu học của thánh kinh tân ước và chúng đề nghị tiêu đích mục vụ khiến cho ý thức tôn giáo của các tín hữu đáng tin cậy hơn và dấn thân hơn đối với mẹ nhân loại trước hết là viễn tượng giáo hội học Nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria đối với loài người có thể và phải được đọc hiểu trong chìa khóa giáo hội học, trong nghĩa từ nguyên thủy của mầu nhiệm, Đức Maria là chi thể đầu tiên và hoàn thiện, nhưng là chi thể đã và đang nắm giữ vai trò là mẹ trong giáo hội và cho giáo hội được hiểu như là dân Thiên Chúa, thân mình của Chúa Kitô, vương quốc của Thiên Chúa và vai trò này mẹ sẽ giữ mãi cho đến tận cùng thời gian. Thật thế, với sự cộng tác lịch sử của mẹ vào công trình của Chúa Kitô và với sự cộng tác hiện nay vào hoạt động cứu rỗi của người, Đức Maria đã và đang nắm giữ sứ mệnh hiền mẫu để giáo hội được hiện thực trên con đường lịch sử và trong sự thành toàn của nó thời cánh chung. Và điều này không chỉ đối với việc bầu cử và ban phát ơn thánh hay sự lo lắng hiền mẫu của mẹ đối với các nhu cầu trong cuộc sống hiện nay của các tín hữu là chi thể của giáo hội mà bởi vì đức maria như là mẹ còn có một ảnh hưởng hữu hiệu trên giáo hội như là gương mặt và mẫu gương của giáo hội lịch sử cũng như là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội thời cánh chung tương quan đầu tiên gắn liền đức maria với giáo hội lịch sử là tương quan kiểu mẫu của chức làm mẹ đồng trinh, trong nghĩa trong mầu nhiệm của giáo hội, cũng được gọi một cách đúng đắn là mẹ và trinh nữ. Đức trinh nữ Maria là người đầu tiên là mẫu gương trinh nữ và là mẹ một cách cao cả. Như là hình ảnh của giáo hội trong chức làm mẹ đồng trinh, như vậy Đức Maria hiệp nhất và hoạt động không chỉ một cách lý tưởng mà thực sự, và giáo hội được hiện thực trong ơn gọi của mình trong mức độ trở nên giống mẹ Maria. Từ sự kết hiệp này nảy sinh ra các mối dây của sự gương mẫu, biến Đức Maria trở thành một mẫu gương vĩnh cửu của thái độ luân lý và tôn giáo của giáo hội như là gia đình của Thiên Chúa, của sự dẫn thân sống phù hợp với gương mặt của Chúa Kitô, phù hợp với sự sinh động liên tục và việc canh tân công tác rao truyền tin mừng chính nhờ gương mẫu và sự trợ giúp đến từ chức làm mẹ của đức maria mà giáo hội làm mẹ có thể thực hiện được sự hiệp thông đại đồng hiệp nhất các gia đình bị phân cách và chia rẽ nhau vì các lý do lịch sử và các khác biệt giáo lý còn có một khía cạnh khác nữa nối kết đức maria với giáo hội soi sáng và khiến cho chức làm mẹ hiện tại của đức maria đối với tất cả mọi người có thể thực hiện được và trao ban ý nghĩa cho giáo hội thời cánh chung đó là biến cố đức maria hồn xác lên trời thật vậy biến cố đức maria hồn xác lên trời vinh hiển có một ý nghĩa và cho thấy một mục tiêu thực sự có chiều kích giáo hội với mẹ đã bắt đầu giáo hội tương lai thời cánh chung trong tất cả sự hoàn thiện vinh quang của nó vì thế mẹ hồn xác lên trời diễn tả hình ảnh của giáo hội đã được hiện thực và hoàn thiện cần phải được hoàn thành đối với giáo hội còn đang trên đường lữ hành tiến về ngày chúa quang lâm và sống các khó khăn và chướng ngại của cuộc sống và lịch sử đức maria vinh hiển và được nâng cao lên bên cạnh chúa phục sinh đang ở trong khả thể bản thể học thực thi chức làm mẹ đại đồng đích thật đối với tất cả mọi người và là dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn đối với họ là vinh quang và sự ủi an trong các hiểm nguy và mệt nhọc của cuộc sống như vậy thật là đúng khi giáo hội tôn kính đức maria mẹ rất đáng yêu của mình và bởi vì giáo hội liên tục được sống kinh nghiệm ảnh hưởng cứu rỗi của mẹ nên tôn sùng và yêu mến mẹ một cách đặc biệt vì tất cả sự diễn tả đa dạng của nhiệm vụ làm mẹ đối với loài người và là mẹ của giáo hội. Đức Giáo Hoàng Phaolô Lô đã tuyên bố Đức Maria là mẹ giáo hội trong chính ngày công bố hiến chế Lumen Gentium về giáo hội. Cầu mong viễn tượng giáo hội học này của nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria như đề nghị thần học ít được biết tới, trở thành xác tín sâu xa của dân chúa và hữu hiệu trên bình diện mục vụ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bàn về đề tài Đức Maria là đấng trung gian bầu cử và ban phát ơn thánh cho các tín hữu, chúng ta có thể tổng hợp các viễn tượng thần học mục vụ trong ba điểm chính sau đây. Thứ nhất là viễn tượng giáo hội học, thứ hai là viễn tượng lịch sử và xã hội học, và thứ ba là viễn tượng nhân chủng học nữ quyền. Nhiệm vụ là mẹ của loài người và là mẹ của giáo hội. Đức Maria đã nhận được từ chính Chúa Giêsu Kitô đang hấp hối trên thập giá. Là chi thể toàn vẹn nhất của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đức Maria thi hành chức vụ làm mẹ ấy và đồng hành với giáo hội cho tới ngày tận thế. Cả sau khi mẹ hồn xác lên trời vinh hiển, Đức Maria tiếp tục bầu cử và ban phát ơn thánh cho con cái còn đang lữ hành trên trần gian này. Thứ hai là viễn tượng lịch sử xã hội. Chương 8 Hiến chế Lumen Gentium về giáo hội đã vạch ra và bắt đầu duyệt xét chức làm mẹ của Đức Maria từ khi được tỏ hiện trong dòng lịch sử cho tới lúc được diễn tả ra một cách rõ ràng ngày nay trong viễn tượng xã hội lịch sử của nhân loại. Thật vậy, trong chương 8, Công đồng Trung Vatican II đã bỏ kiểu trình bày suy tư có hệ thống thánh mẫu học của thời tiền công đồng giải thích và trình bày toàn màu nhiệm của đức maria bằng cách theo mẫu mực lịch sử việc tiếp nối của các biến cố cứu độ và xã hội tôn giáo như được trình thuật trong thánh kinh như thế đức maria được giới thiệu như nhân vật lịch sử giải thích lịch sử nhân loại như lịch sử cứu độ bằng cách đem vào đó các ảnh hưởng hiển nhiên của sự phát triển và điều hợp gương mặt của mẹ hơi ở trong bóng mờ của nguồn gốc nhân loại sẽ được minh nhiên trong các lời loan báo cứu thế của các ngôn sứ như là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh đấng cứu thế thật ra trong con người lịch sử của mẹ các giá trị của cộng đoàn cứu thế sẽ được thực hiện các giá trị mà các ngôn sứ mới nhất sau này đã chỉ cho thấy một cách biểu tượng và tập thể như là con gái sion vì thế thánh sử luca nhìn thấy nơi đức maria hình ảnh của con gái sion nơi người sẽ kết thúc thời gian chờ đợi việc hiện thực các lời thiên chúa đã hứa và toàn con đường lịch sử nhân loại đều tập trung nơi con người của mẹ cả dưới khía cạnh xã hội học đức maria con gái sion cũng sở đắc được một ý nghĩa biểu tượng mẹ diễn tả dân của thiên chúa thời cựu ước và là sự hiện thực toàn vẹn đầu tiên của dân mới đại đồng của thiên chúa tất cả mọi biến cố cứu thế trong cuộc sống của mẹ maria đều biểu lộ một ý nghĩa lịch sử và xã hội học liên lụy và lôi cuốn toàn nhân loại trong biến cố nhập thể là biến cố nền tảng trong cuộc sống và trong chức làm mẹ của mình đức maria là một nhân vật làm nên lịch sử và định đoạt khúc rẽ quan trọng của nó trên bình diện con người của mẹ lịch sử của thiên chúa giao thoa với lịch sử của các thụ tạo và trao ban cho lịch sử của chúng các ý nghĩa và tiêu đích vượt thời gian và nhân sinh chức làm mẹ thiên chúa cũng có một ý nghĩa xã hội bởi vì với nó đức maria diễn tả và làm trung gian giữa sự tham dự của dân được tuyển chọn và sự tham dự của toàn gia đình nhân loại cả biến cố các mục đồng và ba đạo sĩ đông phương đến thờ lạy chúa cứu thế cũng bao hàm một ý nghĩa lịch sử xã hội học trong sứ mệnh làm mẹ của đức maria đối với loài người thật thế họ xuất hiện như là chứng nhân và người bảo đảm rằng ơn cứu độ không phải chỉ để cho các mục đồng mà cũng để cho các đạo sĩ đại diện cho các dân tộc không do thái nữa các lời thiên chúa hứa xưa kia cũng được thực hiện cho các dân tộc khác nghĩa là được trải dài từ xã hội do thái khép kín cho xã hội đại đồng gồm mọi dân nước Kinh Magnificat mà Đức Maria hát lên để ca ngợi Thiên Chúa cũng rất ý nghĩa. Bài thánh ca cho chúng ta thấy Đức Maria không chỉ làm lịch sử mà cũng đọc và viết lịch sử nữa. Lời loan báo việc hiện thực các lời Thiên Chúa đã hứa với các thế hệ cha ông xưa kia là hoa trái của sự suy tư nảy sinh từ kinh nghiệm sống các biến cố và từ việc phân tích kỹ càng dấu chỉ thời đại. Ngoài ra Đức Maria cũng chỉ cho thấy các mô thức lịch sử và xã hội, qua đó thiên chúa thành toàn chương trình của người, người đảo lộn các chờ mong của kẻ giàu có và quyền thế và thực hiện sự cứu rỗi cho người nghèo khó và khiêm hạ, trong đó cũng có mẹ. Trong việc chỉ cho thấy này cũng có giọng điệu của một sự phản đối thanh thản và khách quan của các giá trị mà con người thuộc mọi thời đại và nơi chốn thường ưa thích và ca ngợi như quyền lực của cải giàu sang, chức tước vinh quang. Thật thế, việc tuyên bố này không chỉ hạn hẹp trong tâm thức và các điều kiện xã hội thời đó mà cũng có giá trị của một sự phán xử vĩnh viễn và đại đồng nữa. Cả ngày nay nữa, khi cộng tác với Chúa Kitô để thực thi nước Chúa trong lịch sử trên trần gian này, Đức Maria mẹ loài người cũng sẽ chỉ có thái độ đó trước các khác biệt và bất công trồng chất của xã hội con người sau cùng biến cố chúa thánh thần hiện xuống trên đoàn tông đồ đang cùng đức maria cầu nguyện trong nhà tiệc ly cũng rất ý nghĩa với sự hiện diện và lời khẩn cầu của mẹ maria dưới ảnh hưởng của chúa thánh thần giáo hội thành hình ban đầu với một nhóm nhỏ các môn đệ rồi với việc gia nhập của mọi dân tộc khác với biến cố chúa thánh thần hiện xuống chứng tá và sứ mệnh của Đức Maria trở thành chứng tá và sứ mệnh của toàn thể giáo hội. Được đọc hiểu trong chiều khóa lịch sử và xã hội học, một vài biến cố kể trên trong cuộc đời Đức Maria xem ra đã đủ để giúp chúng ta hiểu nhiệm vụ làm mẹ của người. Nhiệm vụ ấy đã bắt đầu trong lịch sử và ngày nay nữa cũng phải được giải thích trên bình diện lịch sử và xã hội học viễn tượng này không phải chỉ được áp dụng cho sứ mệnh của mẹ khi còn sống trên trần gian này mà cũng được áp dụng cho toàn sứ mệnh của mẹ đối với loài người cả ngày nay nữa loài người không phải chỉ có các vấn đề tôn giáo mà cũng còn có nhiệm vụ nâng cao thăng tiến và xây dựng một xã hội mới công bằng và huynh đệ đại đồng hơn nhiệm vụ làm mẹ đích thực không thể tách rời khỏi viễn tượng nhân loại này và các dữ kiện mạc khải cống hiến cho chúng ta các chỉ dẫn cho việc phát triển thần học theo chiều hướng này. Thứ ba là viễn tượng nhân chủng học nữ quyền. Viễn tượng mới này đối với nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria bắt nguồn từ các đề tài thần học nền tảng của nền thần học nhân chủng. Trong số các đề tài nổi bật có nền thần học giải phóng, duyệt xét con người trong khung cảnh sống cụ thể thường ngày của nó, cũng như chú ý tới sự cộng tác của nó vào công trình cứu độ, trong dẫn thân lịch sử đối với sự giải phóng khỏi mọi hình thức áp bức, bị gạt ra ngoài lề, suy đổi tâm lý hay phái tính, chủng tộc hay giai tầng xã hội, kinh tế và tôn giáo. Cùng thuộc nền thần học giải phóng, có nền thần học nữ quyền, duyệt xét vai trò của nữ giới và giải thích ơn cứu rỗi đối với nữ giới như là việc tự giải phóng khỏi tình trạng bị điều kiện hóa và áp bức có bản chất văn hóa xã hội để thành toàn và thực hiện một sự hiệp nhất với nam giới trong gương mặt của Đức Kitô và một sự cộng tác với nam giới trong cuộc sống xã hội và cuộc sống giáo hội. Trong lộ trình khó khăn này của nền thần học đã không thiếu các nỗ lực gắn liền gương mặt và sứ mệnh của Đức Maria với việc thăng tiến nữ giới trong lĩnh vực dân sự cũng như trong môi trường cuộc sống giáo hội. Nhưng chúng cho thấy sự do dự trong việc giải thích các điều mới mẻ khó khăn. Tuy nhiên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô Lô VI đã ủng hộ vấn đề nữ quyền nói chung và vấn đề tương quan giữa Đức Maria và phụ nữ ngày nay nói riêng. Công đồng Trung Vatican II đã dùng tiêu chuẩn nhân chủng học để minh giải mầu nhiệm Đức Maria nhưng chính Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã có công trình bày rõ ràng tiêu chuẩn này và gắn liền nó với các vấn đề của nữ giới trong thế giới hiện đại trong tài liệu Maria Liscultus. Khi đọc lại các văn bản thánh mẫu học trong phúc âm của Thánh sử Luca và Thánh sử Gioan, chúng ta thấy Đức Maria không chỉ là mẹ của đấng cứu thế, có nhiệm vụ là mẹ rõ ràng đối với Chúa Kitô, mà còn là một phụ nữ quân bình và tự lập là người đã thực hiện nơi mình các đặc sủng của Chúa Thánh Thần và các phẩm chất cá nhân. Trong tổng hợp của các đức tính ấy, mẹ là một nữ thụ tạo sẵn sàng phục vụ các anh chị em khác và vâng theo chương trình của Thiên Chúa. Các lời mẹ đã thưa với sứ thần trong ngày truyền tin và bài thánh ca Magnificat của mẹ cho thấy căn tính của một lương tâm tự do và có tinh thần trách nhiệm, khiến cho mẹ dẫn thân vượt ngoài mọi điều kiện của thời đại và môi trường. Toàn cuộc sống của mẹ và mọi thời điểm nòng cốt trong sứ mệnh của mẹ cho thấy sự độc lập bản vị con người. Sự sẵn sàng đối với thánh ý Chúa và dấn thân cụ thể của mẹ bên cạnh Chúa Kitô không phải là các dấu chỉ của sự thụ động hay sự hèn yếu của nữ giới, hoặc chỉ là các diễn tả tự nhiên của sự nhạy cảm hiền mẫu, mà là đóng góp của một phụ nữ hiểu rằng mình phải diễn tả sự cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa cứu thế. Thật vậy, trong lịch sử cứu độ, mẹ cùng Chúa Kitô canh tân sự thống nhất này của bản vị con người, mà trong ngày tạo dựng, Thiên Chúa đã muốn tạo dựng nên họ như là nam nữ, nhưng duy nhất. Vì thế một vài giáo phụ đã gán cho Adam và Eva trách nhiệm về tội nguyên tổ và gán cho Chúa Kitô và mẹ Maria công trình cứu độ như hai nguyên lý hiệp nhất hành động và trách nhiệm của con người. Vì vậy như là hiền thê, mẹ, người cộng tác, như một cách chính yếu như là phụ nữ, Đức Maria thực hiện trước tiên toàn mô thức phẩm giá phụ nữ và trong công trình vẫn còn tiếp tục đối với nhân loại, mẹ chỉ cho nữ giới và sứ mệnh của nữ giới con đường giải phóng và thăng tiến con người đích thật. Ngày nay, nữ giới đòi hỏi các quyền lợi và bổn phận của mình trong lĩnh vực công ăn việc làm cũng như trong môi trường cuộc sống giáo hội họ khiến cho chúng được thừa nhận như các yếu tố tạo thành bản thể và hoạt động của con người nền thần học nữ quyền đã coi đó là vấn đề của mình nhưng toàn nền thần học cũng phải cảm thấy bị liên lụy và phải đào sâu nhiệm vụ của đức maria đối với loài người bằng cách hướng nó tới tình trạng chuyên biệt của nữ giới phong trào nữ quyền có các ý nghĩa không thể chỉ được coi như một dữ kiện thời thượng mà phải được coi như một dấu chỉ của chúa thánh thần một biến cố của ơn cứu độ đối với các vấn đề của nữ giới ngày nay hơn là một biểu tượng trừu tượng và lý tưởng chống lại hay bao hàm mọi loại đòi hỏi của nữ giới đức maria là một mẫu gương một người đã thành toàn trong cuộc đời mình một mẫu gương cụ thể của phẩm giá và cung cách nữ giới trong việc chu toàn ý muốn của thiên chúa và đối với những gì mẹ đang làm ngày nay từ bên trong của nữ tính mẹ là một sự trợ giúp trung gian cho ơn cứu chuộc nữ giới khỏi mọi hình thái của thành kiến và nô lệ hóa nữ giới <laughs>